nhiều trường hợp tỷ lệ muối nó là cao hơn đường. Thì khi đó trẻ đang tiêu chảy mà bạn pha không đúng tỷ lệ như thế, các bạn uống vô trẻ nó còn tiêu chảy nặng hơn nữa, người ta gọi là tình trạng tiêu chảy thẩm thấu á. Giả sử như các bạn cho nó uống quá mặn, các bạn có nghe người ta họ nói không, khi khách hàng thấy uống lượng muối cao ở trong lòng bạn này, thì lượng cao thì thẩm thấu nó kéo nước vào trong là trẻ mất nước. Các bạn uống lượng muối cao nó kéo nước vào đi ra trẻ nó còn. Cho nên các bạn pha đúng tỷ lệ. Vậy một đứa trẻ nó uống có khoảng 200-300-200ml nước, thì bạn dùng cái gói 1 lít, các bạn pha vào trong 1 lít nước và các bạn uống. Nó rất là thuận tiện hơn nữa, rằng có thể pha vào trong 200ml nước, các bạn uống tới đâu chúng ta pha tới đó. À, các bạn nhớ điều này ha, uống pha tới đó. Vậy đó là dung dịch Orezon. Ngày xưa các bạn thấy rằng là chưa có cái dung dịch này, mà cái dịch tả nó bùng phát lên các bạn, thì người ta cũng phải bổ sung nước và điện giải cho những cái bệnh nhân đó thông qua những cái dung dịch mà người ta họ tự chế, ví dụ như là dung dịch nước muối đường. Được chưa các bạn ha? Vậy cái tỷ lệ muối đường các bạn phải nhớ đó là một muỗng cà phê đường với 7 muỗng cà phê muối ha, pha trong vòng 1 lít nước. Ngoài ra người ta có thể nấu dung dịch nước muối cháo loãng nữa các bạn, để người ta bù nước và điện giải cho đứa trẻ đó. Các bạn nhớ điều này ha. Nếu các bạn không bù kịp, trẻ tử vong rất nhanh. Thầy nói tử vong rất nhanh. Thầy nói như thế để các bạn hiểu làm gì? Ví dụ như sau nè. Bình thường cái huyết áp của đứa trẻ, ví dụ như trẻ dưới 2 tuổi vân vân, có thể là 85 mm thủy ngân là bình thường, đó là huyết áp tâm thu. Trẻ mà nó thấp hơn dưới 70, các bạn duy trì nó quá lâu như vậy, các bạn có truyền dịch cỡ nào huyết áp nó không lên nữa, tức là nó mất đi cái cơ chế bù trừ rồi. Cho nên lúc này các bạn thấy đừng để điều đó xảy ra ha. Khi mà các bạn thấy các bạn khát nước không, là cơ thể các bạn đã mất nước rồi chứ không phải là đang mất nước đâu. Cho nên khi đó người ta họ khuyến khích các bạn là chúng ta uống nước ngay, kể khi không khát là như vậy đó. Vậy một đứa trẻ một khi nó đã khát nước là nó đã mất nước rồi các bạn ha, có mất nước rồi. Vậy mất nước nó chia ra rất là nhiều độ nha các bạn nha. Rồi, vậy để các bạn biết được cái dấu hiệu đánh giá mất nước trên lâm sàng á, thì các bạn nhìn vào cái gì? Thì một đứa trẻ giả sử như nó có hiện tượng bị tiêu chảy, nó sốt, nó mất nước, thì bạn phải đánh giá có thử nó mất nước như thế nào, đúng không nào? Vậy ba cái vấn đề sau bạn còn đánh giá như sau nè. Đứng trước một đứa trẻ như thế, tiêu chảy chẳng hạn, bạn coi thử là trẻ có mất nước hay không? Có mất nước hay không? Đúng chưa? Có hay không? Nếu như nó có mất nước rồi thì bạn phải đánh giá coi thử nó mất nước độ mấy, đúng không nào? Có thể là độ 1, độ 2, độ 3. Ví dụ độ 1 nó chỉ là một cái dạng có mất nước thôi, độ 2 là mất nước nhẹ và độ 3 mất nước nặng. À, các bạn nhớ mình chẩn đoán ra như thế để làm gì? Đưa ra cái phác đồ bù nước nó phù hợp hơn. Trẻ nó có mất nước nhưng nó còn tri giác tỉnh táo thì nó khác, còn trẻ nó mất nước nặng hoặc là mất nước nhẹ thì cái tri giác của nó sẽ khác. Vậy để chúng ta đánh giá một đứa trẻ bị mất nước thì các bạn sẽ nhìn ra cái dấu hiệu gì, ai biết không? Bạn có thể liệt kê cho thầy một số dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn vào, chúng ta phát hiện được là trẻ nó có hay là không có mất nước. Mà có mất nước thì nó mất nước là như thế nào? Ai biết không nào? Chắc là môi nó bị khô rồi, nó nứt môi. Các bạn nói thì nghe coi. Làm sao để biết được đứa trẻ nó có hay không? Đứa trẻ nó không nói được như người lớn mình đâu, đặc biệt những đứa dưới 2 tuổi chẳng hạn, ví dụ như thế. Mình béo cái da của nó, xem cái độ đàn hồi của cái da của nó đó. À, da nó khô. Rồi sao nữa? Thầy, mình béo cái da của nó, xem cái độ đàn hồi của da. Da đúng không? À, nếu các bạn học bệnh nhi khoa các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề này rồi ha. Có một số dấu hiệu mất nước như sau, thì dấu hiệu đầu tiên thầy nói cho các bạn trước như sau nè. Khi mà một người nào các bạn khi họ bắt đầu mất nước, thầy nói bắt đầu mất nước nha, thì dấu hiệu đầu tiên của họ chính là mạch nhanh so với tần số của độ tuổi bình thường, người lớn vẫn đúng. Ví dụ như đối với người lớn tần số mạch của bạn khoảng 70-80 lần, nhưng bệnh nhân này có dấu hiệu mất nước, đúng không bạn? Đầu tiên tần số mạch của bệnh nhân nhanh, có thể là 100, 101, 120 lần trên phút, đó là dấu hiệu đầu tiên và sớm nhất. Nhớ điều này. Sau đó có những cái dấu hiệu trên lâm sàng mà bạn có thể thấy được, đó là liên quan đến việc uống nước, liên quan đến mắt trũng, hoặc là liên quan đến dấu phiếu da, và liên quan đến tri giác của một người bệnh. Một đứa nhỏ đi chơi đá banh về, các bạn thấy không, mồ hôi một cái nó đổ đầy ra, bắt đầu nó vô nó pha một ly cố nước và nó ọc ọc luôn. Trường hợp này nó có mất nước, nó uống một cách rất là háo hức luôn các bạn ha, các bạn nhớ điều đó. Nhưng có những cái trường hợp các bạn thấy rằng là một đứa trẻ này đưa vào viện nó mất nước rõ ràng luôn các bạn, đưa một ngụm nước vô nó nhả ra, nó không uống nước được, tri giác của nó lúc này lơ mơ rồi, không uống được nữa. Vậy một số vấn đề để đánh giá mất nước như sau. Ngoài cái mạch nhanh ra thì các bạn sẽ thấy có cái gì? Mắt trũng, được chưa?
Trường hợp như các bạn nhớ nè, cái đứa trẻ mà mắt nó chưa có trũng á, trũng là sao các bạn? Là mắt nó bắt đầu nó hóp xuống, cái phần mi mắt của bạn là tổ chức mô mỡ mà nước ha. Bắt đầu nếu như các bạn mất nước á, thì cái dấu hiệu mắt trũng nó sẽ xảy ra rất là sớm. Nếu như đứa trẻ này không mất nước hoặc có mất nước mức độ nhẹ thì mắt không có trũng, nhưng bắt đầu mắt nước nặng nữa bạn thì mắt của nó sẽ trũng sâu xuống. À, các bạn nhớ điều này, thì đây dấu hiệu rất là rõ trên lâm sàng. Cái dấu hiệu thứ hai các bạn sẽ thấy đó chính là nếp véo da, hay người ta gọi đó là dấu Kaplan, được chưa? Điều này các bạn hoàn toàn làm được. Dấu này người ta gọi là dấu Kaplan. Bình thường các bạn véo cái da bụng của đứa trẻ lên, các bạn thả nó xuống thì nó mất ngay. Các bạn nhớ không? Thì nó không có mất nước. Còn khi các bạn véo lên, các bạn thả lên, các bạn thả ra, thì cái nếp véo da nó mất chậm các bạn. Mất chậm là sao? Tức là nó xuất hiện xong rồi bắt đầu nó mất dưới 2 giây, được chưa? Có thể là 1 giây hoặc là gần 2 giây sau nó mất. Thì đứa trẻ này có mất nước, nhớ điều này ha. Còn đối với trong trường hợp mà các bạn thấy nếp véo da mất rất chậm, có nghĩa rằng là các bạn véo lên mà nếp véo da nó mất có thể 3 tới 5 giây, có nghĩa là trên 2 giây đó, thì trường hợp này trẻ nó mất nước nặng rồi các bạn. Các bạn véo lên, các bạn thả nó từ từ, nó mất rất là từ từ, cái độ đàn hồi của nó về rất là chậm luôn. Các bạn học rồi, tại lớp hạ bì của da có các acid hyaluronic, có các collagen và tổ chức giữ nước, nó tạo cái độ đàn hồi cho da, cho nên các bạn véo lên, các bạn thả nó sẽ mất nước, mất đi rất là nhanh. Vậy nếu như mất dưới 2 giây thì gọi là mất chậm, đúng không nào? Còn trên 2 giây gọi là mất rất chậm ha, là chúng ta đánh giá trẻ mất nước rất là nặng. Ngoài ra chúng ta nhìn vào cái tri giác của đứa trẻ nữa các bạn. Nó tới các bạn trong trường hợp nó uống háo hức như vậy thì rất là tốt, bởi vì lúc này nó chỉ là một cái dấu hiệu đang mất nước thôi. Còn khi mà nó lơ mơ, các bạn đút cho nó mà nước nó trèo ra là trường hợp mất nước nặng rồi. Vậy ba cái vấn đề đó các bạn sẽ quyết định được rằng là trẻ có mất nước hay không. Có mất nước thì mất nước mức độ nào, nặng hay là mức độ nhẹ, ví dụ như vậy ha. Rồi, vậy khi mà chúng ta xử trí một trường hợp mà trẻ mức độ nặng á, thì các bạn sẽ nhìn cái gì? Đầu tiên á, thì chúng ta coi rằng là trẻ mắt có trũng hay không, đúng không nào? Nếu như mà trẻ nó không trũng á, thì nó không có dấu hiệu mất nước. À, các bạn nhớ, không có dấu hiệu mất nước ở đây có nghĩa rằng là trẻ nó vẫn bị thiếu nước nha, bởi vì nó tiêu chảy, nó có vẫn bị mất nước, nhưng không có dấu hiệu mất nước trên lâm sàng, có nghĩa rằng các bạn áp dụng phác đồ A là chúng ta chỉ cho uống Orezon một cách bình thường theo nhu cầu của nó thôi. Các bạn hiểu này ha, theo nhu cầu đó. Nhưng mà khi mà trẻ nó có mắc trũng á, thì các bạn đánh giá bước thứ hai rằng là lúc này cái huyết áp hay còn gọi là sinh hiệu của đứa trẻ, hay là dấu CRT, CRT là dấu Kaplan các bạn, là cái dấu mà các bạn nếp véo da, thì thông thường nó mà mất trên 2 giây hay không, đúng không nào? Rồi, nếu như mà các bạn thấy những cái vấn đề liên quan đến huyết áp của trẻ cũng như mắt của đứa trẻ á, nó không có, thì nó là một cái dạng mất nước vừa, đúng không bạn ha? Thì chúng ta dùng cái phác đồ B. Phác đồ B là một phác đồ cho uống Orezon, nhưng mà uống với một cái uống công thức. À, các bạn nhớ. Còn nếu như trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là cái nếp véo da của nó mất rất chậm nè, và đồng thời huyết áp của nó đã tụt rồi, tụt so với độ tuổi của nó nha, thì nó có một cái dấu hiệu mất nước nặng, thì bắt buộc các bạn phải áp dụng đó là phác đồ C, là phác đồ chúng ta truyền bằng dịch tĩnh mạch, hoặc một số trường hợp người ta phải đặt xong dạ dày để người ta nhỏ giọt vào trong dạ dày của nó luôn các bạn ha. Thì đó là phác đồ C. Thì cái phác đồ này nó không áp dụng ở trạm y tế. Vậy tại trạm của bạn chỉ đánh giá hai cái vấn đề đó là không có mất nước và có mất nước vừa thôi. À, các bạn nhớ ha. Vậy đứng trước một đứa trẻ nó tiêu chảy nó vô, thì các bạn nhìn vô những cái vấn đề đó, mắc trũng không, rồi vấn đề sinh hiệu huyết áp của nó như thế nào, để các bạn quyết định. Vậy đối với trong trường hợp mà chúng ta bù nước theo cái phác đồ A thì các bạn bù như thế nào? Thì người ta chia làm hai bậc. Bậc thứ nhất đó là dưới 24 tháng và bậc thứ hai là từ 24 tháng, tức là từ 2 tuổi tới dưới 5 tuổi, đúng không? Thì cái lượng nước Orezon uống cho nó mỗi lần đi ngoài là từ 50 đến 100 ml. Và cái thứ hai từ 2 tới 10 tuổi thì khoảng từ 100 đến 200. Đây là cái thông số thôi các bạn nha, nhưng thông thường người ta sẽ nói là uống theo nhu cầu của đứa trẻ. Và lúc này đứa trẻ rất là háo hức nên nó uống. À, các bạn nhớ cái này ha. Rồi, trong trường hợp mà đối với trẻ mà nó bù nước cần theo cái phác đồ B các bạn, tức là trẻ nó có liên quan đến cái vấn đề gì rồi, mắc trũng rồi, thì các bạn cần phải pha theo công thức như sau. Thứ nhất đó là mình sẽ theo dõi liên tục trong 4 giờ một lần, đặc biệt đó là về cái dấu hiệu mắc trũng. Thì người ta sẽ lấy cái ký của bạn Nhi đó, chúng ta nhân cho 75 lên, ví dụ như sau. Một đứa trẻ mà cân nặng 12 kg, khi mà tiêu chảy có mắc nước, có mắc nước ở đây có nghĩa là mắc nước vừa các bạn ha, dấu hiệu mắc trũng đó. Thì mỗi lần các bạn sẽ bù nước khi mà trẻ đi cầu phân lỏng trong 4 giờ đầu tiên cần thiết là bao nhiêu? Thì các bạn sẽ lấy 12 này, chúng ta sẽ nhân cho 75, ra được 900 ml nước. À, các bạn nhớ này ha, rất là nhiều đó. Cho nên lúc này trong vòng 4 giờ các bạn phải bù được 900 ml nước này. Vậy các bạn pha Orezon cho đứa trẻ. Vậy làm sao đó chúng ta cung cấp nạp được 900 ml nước trong vòng 4 giờ thì các bạn mới hòng dự phòng được cái việc mà bệnh nhân không bị tụt huyết áp. Nhớ điều này ha, không bị tụt huyết áp, được chưa?
Rồi, thì đó là một số vấn đề liên quan đến việc mà chúng ta bù nước và điện giải bằng đường uống ha, các bạn nhớ. Nhưng thầy hỏi một câu nè, trong cái nước Revive các bạn nghe chưa? Nước Revive đúng không? Là cái nước mà các bạn thấy ở trên lâm sàng người ta họ quảng cáo rất là nhiều, bù nước và điện giải. Và một câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên dùng cái nước Revive này để bù nước điện giải cho đứa trẻ hay không? Ai biết không nào? Bạn nào trả lời được? Hoặc là những cái dung dịch nước chanh muối đó các bạn, hoặc là dung dịch Revive mà các bạn thấy đóng chai mà các bạn thường dùng á, mỗi lần các bạn hoạt động thể lực xong, các bạn tập luyện xong, các bạn bù nó đúng không, cơ thể các bạn rất là khỏe. Cơ thể của bạn mỗi khi mệt mỏi sau quá trình hoạt động liên quan đến hụt hai yếu tố, một là gluco là đường huyết các bạn á, hai là các chất điện giải ví dụ như natri và kali là những chất quan trọng nhất, các bạn nhớ không? Vì các bạn bù đủ cái đó, đường và đủ chất điện giải là cơ thể bạn hồi phục lại ngay. Các bạn nhớ một điều đó ha. Vậy cái Revive thông thường các bạn thấy rằng là nó rất là tốt, rất là hữu ích trong việc mà bù nước điện giải trong những cái hoạt động liên tục kéo dài nhiều giờ. Vậy cái điều này có được bù cho một cái đứa trẻ mà khi mà các bạn sử dụng cho nó mà không có orezon vân vân, hoặc là bù nước cho nó khi nó bị tiêu chảy hay không? Ai biết không nào? Nào, bạn nào trả lời cho thầy xem nào. Cái này thì có lẽ là không bù được đồ cho trẻ thì, tại vì những cái ví dụ như gì phai với một số các thứ sử dụng trong thể thao ấy, trường hợp là khi mình chơi thể thao nó mất và thiếu hụt một số cái chất ví dụ như natri hoặc là một số thành phần muối trong cơ thể thì mình bù thêm mà mình bù thêm nước vào thôi. Còn đối với những đứa trẻ nó mất nước mà nó do đi tiêu chảy ấy, là do cơ thể là tự sinh ra mất nước chứ không phải là do vấn đề là hoạt động thể dục thể thao mất nước, cho nên là cái đấy nó không cần thiết đối với những đứa trẻ. Rồi cảm ơn, mình hiểu nha. Rồi cảm ơn ha. Rồi các bạn nhớ như thế này nè, mình hiểu với anh, nhưng mà anh cũng vẫn bị nhầm một số vấn đề. Khi mà một người mà họ đọc thể dục thể thao họ mất nước và điện giải các bạn ha, thông thường là mất natri, mất muối vân vân, với việc một đứa trẻ hoặc là một người nào đó đi ha, các bạn thấy rằng họ bị tiêu chảy, họ mất nước á, thì không phải họ chỉ mất nước không đâu bạn. Ví dụ bạn tiêu chảy, bạn vẫn bị mất nước, vẫn bị mất điện giải, các bạn nhớ điều này ha. Cho nên cái lượng nước nó mất như nhau ở hai cái đối tượng khi bạn hoạt động hoặc là bạn tiêu chảy là thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mà các bạn hoạt động, thầy nói mô tả để các bạn hiểu như sau nè. Các bạn hoạt động thể dục thể thao là bạn mất nước chủ động qua cái việc mà tăng tiết mồ hôi, đúng không? Nhưng mà cái đường ruột của bạn cũng như là vi khuẩn, vi sinh nó nằm ở trong đường ruột bạn hoạt động một cách bình thường. Nhưng mà một đứa trẻ khi mà nó tiêu chảy các bạn ha, thì tất nhiên nó mất đi cân bằng giữa cái yếu tố vi khuẩn có lợi và có hại ở trong cái môi trường đó. Ví dụ như các bạn thấy trong ruột non của nó phải có các enterokina. Enterokina là những cái vi khuẩn nó tiết ra những cái men để nó tiêu hóa được chất đạm và nó cân bằng những cái vi khuẩn đường ruột. Và tất nhiên có những vi khuẩn có hại nữa, việc nó hụt đi những cái men đó nó cũng gây ra tình trạng trẻ nó tiêu chảy. Hoặc là các bạn thấy rằng là nó bị viêm nhiễm, nó ăn uống những cái gì đó nó không có đảm bảo vệ sinh đó, thì nó cũng tăng cái số lượng cái vi khuẩn có hại lên, ví dụ như là có vi khuẩn tả này, lỵ thương hàn vân vân. Cho nên lúc này các bạn thấy cái cơ chế mất nước á, cái sự mất nước về cái thành phần như nhau, nhưng mà cái cơ chế mà ảnh hưởng đến chính cơ thể nó khác nhau. Một người là do một cái sinh lý bình thường, còn một người là do một cái yếu tố thay đổi về mặt sinh lý, người ta gọi là bệnh lý. Cho nên lúc này các bạn thấy rằng các bạn nạp cái nguồn nước á, đối với cái người mất nước bình thường á, là Revive chẳng hạn, thì hoạt động đường ruột của bạn trở nên bình thường. Nhưng đối với một người, thầy nói là người nha chứ không nói trẻ em nha, mà các bạn thấy tiêu chảy, các bạn nạp những cái dung dịch nước Revive đó vân vân, thì nó cũng bởi vì cái đường ruột của bạn ảnh hưởng bởi mất cân bằng cái vi khuẩn có lợi có hại mà. Cho nên lúc này nó cái sự hấp thu cũng như là vấn đề mà các bạn thấy nó bổ sung nước không có hiệu quả bằng việc mà chúng ta bổ sung bằng orezon. Đó là cái đối với người lớn nha. Còn đối với trẻ em nữa các bạn sẽ thấy rằng là con nít đó các bạn để ý cái dạ dày của nó, đặc biệt mà dưới cái độ tuổi 1 tuổi, 2 tuổi vân vân, rất là nhỏ. Thầy nói nhỏ như thế để các bạn hiểu làm gì. Đặc biệt khi mà đứa trẻ sinh, các bạn vừa mới sinh nó ra, cái dạ dày của nó, cái dung tích nó chứa được chỉ có 3 tới 5 tới 7 ml nước thôi. Bắt đầu vài ngày sau các bạn thấy nó mới lớn dần dần lên thành ra khoảng được 30 ml, và đến tròn 6 tháng rồi đến 1 năm thì dạ dày của nó mới lên được 60 ml, rất nhỏ. Mà các bạn biết rồi, những cái nước đóng chai là những nước công nghiệp đúng không ạ? Thì cái hàm lượng CO2 của nó rất là cao. Mà khi cao như thế thì sao các bạn? Các bạn nhớ các bạn uống những cái đó vô là nó có ga đó các bạn, mình nói như thế ha. Thì những cái sản phẩm công nghiệp là như vậy. Cho nên lúc này nó sẽ làm tăng cái thể tích của dạ dày.
làm cho trẻ nó có nguy cơ nó trướng bụng lên và nó tăng cái nhu động lên, cho nên nguy cơ nó sẽ làm cho trẻ nó nôn và nó tiêu chảy kéo dài hơn. À, các bạn nhớ điều đó. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta bổ sung cái nước công nghiệp để bù nước và điện giải không được khuyến khích trên lâm sàng. Các bạn hình dung là điều đó ha. Được chưa? Còn về vấn đề đối với một người bình thường thôi, họ tiêu chảy thì người ta vẫn không khuyến khích liên quan đến cái sự hấp thu, tại vì ảnh hưởng bởi cái mất cân bằng vi khuẩn có lợi có hại ở trong đường ruột của bạn đó. À, các bạn nhớ điều này ha. Đó. Rồi, sau 4 giờ thì các bạn sẽ đánh giá lại về cái tình trạng mất nước. Nếu như trẻ nó không cải thiện mà các bạn cho nó uống nó nôn, nó cứ cho nó uống vô nó nôn liên tục thì chúng ta cho nó đi nhập viện. À, các bạn nhớ điều đó ha, chứ chúng ta không cố gắng các bạn giữ lại, bởi vì nguy cơ nó có thể chuyển sang cái giai đoạn nó trụy mạch đó. Được chưa? Rồi, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta bù nước và điện giải cho đứa trẻ. Bây giờ các bạn chuyển sang cái vấn đề thứ ba trong cái chương trình GoBFF, đó là nuôi con bằng sữa mẹ và giáo dục sức khỏe việc mà chúng ta nuôi con cho sữa mẹ. Ừ, các bạn nhớ điều này ha. Mình gọi là cụm từ giáo dục sức khỏe ở đây có nghĩa là truyền thông cho ba mẹ đó. Bây giờ các bạn thấy rằng là những người mẹ bây giờ những cái trình độ hiểu biết của họ rất là cao, chưa kể những cái thông tin ở trên mạng rất là nhiều. Vì họ chưa là mẹ thôi họ đã đọc được những cái kiến thức này rồi, huống chi mà các bạn thấy rằng họ là mẹ nữa. Họ muốn tốt cho con mà, họ phải đi tham khảo, họ hỏi ý kiến, họ tự họ tìm hiểu, cho nên kiến thức của họ có không bạn? Có. Cho nên các bạn đừng có nói cái việc mà bạn đi tuyên truyền cho họ chưa chắc các bạn hiểu bằng họ đâu. Các bạn hình dung ha, mà chúng ta đi giáo dục sức khỏe cho họ bằng cách nuôi con, có nghĩa là bạn đi truyền thông. Truyền thông ở đây có nghĩa rằng là gì? Nhiều cái vấn đề đó là như vậy đó, nhưng mà người mẹ không thực hiện được. Ví dụ như sau, những người đó là nhân nhân, những người đó là ca sĩ, hay đọc ở trên mạng thì nghe quen biết rồi bạn. Là sau khi sinh ra họ sợ, họ biết rằng cái giá trị nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng của sữa mẹ tốt lắm các bạn, sữa ngoài không thể thay thế được, nhưng họ vẫn không cho con bú bạn. Họ sợ xấu đi cái hình ảnh của họ, vân vân. Thì các bạn mới thấy rằng là họ hiểu được cái giá trị đó, nhưng họ vẫn không làm. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta tác động lên chính cái suy nghĩ, người ta đi gọi là truyền thông giáo dục sức khỏe cho họ, hiểu được rằng là cái việc mà chúng ta nuôi con bằng sữa mẹ thì mang lại cái lợi ích gì cho người mẹ là một, và đứa hai đứa con, đúng không? Chúng ta bây giờ không có nói rằng là ừ, cái sữa mẹ đó nó rất là tốt, người mẹ biết rồi hoàn toàn. Cái quan trọng cái suy nghĩ của họ là như thế, cho nên người ta mới gọi đó là giáo dục sức khỏe nuôi con. Vậy trong cái mục C của bạn là nuôi con bằng sữa mẹ, vậy chúng ta cách thức nuôi nó như thế nào? Rồi bây giờ thầy hỏi các bạn nè, con nít đó nó bú sữa hoàn toàn trong vòng bao nhiêu tháng đầu tiên, ai biết không? 6 tháng đầu ạ. Ừ, trong 6 tháng đầu, trên lý thuyết là như thế các bạn ha, thông thường là như thế. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là vào tháng thứ 4, tháng thứ 5, một số người mẹ đã bắt đầu cho con có hiện tượng là ăn dặm rồi. Các bạn nhớ, ăn dặm vẫn kết hợp với bú sữa nha. Nhưng mà người ta họ khuyến khích các bạn rằng là trong 6 tháng đầu tiên thì đứa trẻ này phải được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ một cách hoàn toàn, một cách hoàn toàn luôn. À, tí nữa thầy sẽ nói một số vấn đề liên quan đến vấn đề mà các bạn nhận thức việc nuôi con sữa mẹ. Thì các bạn nào giờ hiểu có vấn đề kỹ rõ chưa, hoặc là các anh chị ở trong đây đã là mẹ rồi nè, các bạn làm như thế đã hợp lý chưa ha? Rồi, thì đầu tiên thầy sẽ nói về cái vấn đề sữa mẹ cho các bạn trước đã, về cái giá trị dinh dưỡng của nó. Thì sữa mẹ nó chia làm hai dạng các bạn, hai loại. Từ cái lúc các bạn sinh con ra cho tới khi bạn nuôi nó tròn 1 tuổi, 2 tuổi vân vân, thì sữa các bạn gồm có hai cái loại sữa, đó là sữa non và sữa trưởng thành nha các bạn nha. Sữa non là gì? Đây là một cái loại sữa nó có màu vàng nhạt, nó sánh các bạn, nó được xuống rất là sớm, những cái giai đoạn đầu tiên khi bạn sinh đứa con luôn. Ngày xưa ông bà ta nói rằng là sữa non là cái sữa nó không có tốt, nó rất là nhiễm khuẩn, cho nên vặn bỏ cái sữa non đi, không cho đứa con uống. Nhưng điều này hoàn toàn sai, không còn phù hợp trong cái xã hội hiện đại nữa các bạn nhớ nha. Đây là một loại sữa rất là đặc biệt được tiết ra những cái đầu sau đẻ các bạn nhớ không? Sau thời kỳ này không còn sữa non nữa. Các bạn nhớ điều này ha, không còn sữa non nữa. Đặc điểm của nó là sẽ có màu vàng nhạt này, hoặc là màu sánh trong này vân vân. Và quan trọng là gì các bạn? Nó chứa rất là nhiều kháng thể hơn sữa trưởng thành. Các bạn nhớ, cơ thể chúng ta muốn có một cái hệ miễn dịch tốt thì các bạn cần phải có kháng thể. Kháng thể này gọi là IgE. IgE này tồn tại nhiều dạng lắm các bạn. Có thể là IgA, IgM, IgD, IgE hoặc là IgD. Thì trong đó mỗi cái kháng thể nó được xuất hiện qua nhiều cơ chế, ví dụ như bạn bị bệnh hoặc là bạn tiêm phòng vaccine vân vân, hoặc là những kháng thể tự nhiên cơ thể chúng ta tiết ra, ví dụ như là trong dịch tiết, ví dụ như trong sữa mẹ chẳng hạn, thì cái lượng kháng thể IgA này rất là nhiều các bạn nhớ. Nhưng nhiều là nhiều ở đâu? Đặc biệt thứ nhất các bạn thấy là nhiều hơn ở sữa trưởng thành. Vậy sữa non của ta chứa rất là nhiều IgA. Người ta họ làm một cái thống kê nghiên cứu rằng là gì các bạn, nếu như một đứa trẻ này được bú sữa non, tức là được cung cấp cái lượng IgA sớm nhất trong những cái thời kỳ 3 ngày đầu trước đẻ đó các bạn, sau đẻ xin lỗi ha, thì gần như cái bệnh lý và đường tiêu hóa trong năm đầu tiên đứa trẻ mắc rất thấp so với những đứa trẻ không được sử dụng cái sữa non. Các bạn nhớ cái này ha. Ví dụ như trường hợp các bạn nhiễm rotavirus chẳng hạn,
Đấy. Trong sữa non có rất nhiều kháng thể và đặc biệt là lượng lipid nữa, lượng đạm nữa. Các bạn thấy con nít, đặc biệt là cái giai đoạn sơ sinh, nó phát triển từng ngày từng giờ luôn bạn. Người ta thấy rằng ví dụ như là mỗi ngày ha, là cái đường kính đầu của nó tăng dần bao nhiêu mm, chứ không phải là như độ tuổi người lớn nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta bổ sung cái chất dinh dưỡng phù hợp là cái yếu tố quyết định nên sự phát triển về mặt thể chất và trí tuệ cho đứa trẻ đó. Thì đó là đặc điểm của sữa non. Cho nên trong cái xã hội mới này, các bạn, sữa non người ta không bỏ giống như ngày xưa nữa, mà tăng cường cho trẻ bú sớm. À, các bạn nhớ điều này ha. Rồi, bắt đầu sau ngày thứ 3 các bạn sau đẻ thì bắt đầu sữa non nó dần nó chuyển thành một cái dạng màu đục rồi các bạn ha. Thì lúc này người ta gọi đó là sữa trưởng thành. Thì đặc điểm của sữa trưởng thành là gì các bạn? À, sữa trưởng thành nó sẽ tiết ra khoảng ngày thứ 3, ngày thứ 4 sau sữa non. Tất nhiên số lượng sữa này xuống rất là nhiều và tất nhiên nó xuống. Tại vì sao các bạn thấy không? Khi mà sữa nó được tiết ra dưới tác động hormone prolactin đó, thì nó sẽ tích tụ vào cái xoang sữa ở trong cái bầu vú, nó làm cho căng đầy lên. Hiện tượng này người ta gọi là sữa xuống sữa. À, các bạn nhớ sự xuống sữa. Và tất nhiên dưới tác động hormone oxytocin, thông qua việc mà người mẹ cung cấp các dưỡng chất bên ngoài hoặc là trẻ nó bắt nấm vú thì sữa nó sẽ được bóng xuất ra bên ngoài. À, các bạn nhớ cái này hả? Bóng xuất ra bên ngoài thì đó người ta gọi là sữa trưởng thành. Và lúc này không còn nguồn sữa non nào nữa đâu, các bạn nhớ điều đó ha. Vậy trong sữa trưởng thành thì thầy hỏi các bạn một câu như sau nè. À, nếu như các bạn học bên sản rồi thì các bạn sẽ hiểu được vấn đề. Khi mà chúng ta cho con bú thì người ta yêu cầu đó là cho bú đúng giờ là một ha, đúng bữa là hai ha, và thứ ba đủ thời gian đúng không bạn? Ví dụ như là 15 phút chẳng hạn, 20 phút tùy các khả năng xuống sữa cũng như là cái tốc độ bú của đứa trẻ đó như thế nào. Thì các bạn có biết rằng là khi mà chúng ta bú sữa, bú đủ thời gian nhưng mà các bạn bú không đúng cách, hoặc là các bạn bú mà chúng ta cho cái lượng sữa nó xuống không đầy đủ các bạn ha, thì trẻ nó cũng không phát triển được. À, các bạn nhớ. Vậy theo các bạn, trong cái sữa khi nó đi xuống các bạn và bắt đầu đi ra ngoài rồi, thì theo các bạn là cái thành phần sữa nó giống nhau hay nó khác nhau ở mỗi giai đoạn? Theo bạn là nó giống hay nó khác nhau nào? Sữa thứ hai là khác nhau. Giai đoạn đầu thì chủ yếu là nước và một loại khoáng chất, còn giai đoạn cuối, sữa cuối thì sẽ có chất béo ạ. À rồi, các bạn chờ thầy một xíu nè. Chắc là thầy tắt cái mic của thầy á, cho nên các bạn trả lời nó rất là nhỏ, để thầy mở cái tiếng nó to lên một xíu. Rồi. Rồi, thầy mở rồi. Vậy các bạn quan sát nè. Như bạn nói cũng tương đối đúng rồi các bạn ha. Thì đối với sữa nó đi xuống nó sẽ chia làm hai cái giai đoạn, đó là sữa đầu bữa và sữa cuối bữa đúng không? Vậy hai cái giai đoạn này thành phần trong sữa nó khác nhau. Các bạn nhớ điều đó ha. Thì cái thành phần ở trong sữa đầu bữa đó thì các bạn thấy rằng là nó được tiết ra, thì thông thường cái hàm lượng, các bạn nhớ nè, trong sữa hàm lượng nước rất nhiều. Và đặc biệt là sữa đầu bữa nữa các bạn. Thì lúc này nó sẽ rất là nhiều về khoáng chất và vitamin và một số cái dưỡng chất tăng năng lượng như là đạm và đường. Đúng nào? Các bạn có thấy cái lipid không? À, chúng ta hoàn toàn chúng ta không thấy cái lipid thành phần bên trong này. Lipid là một trong những cái nguyên tố mà các bạn thấy rằng là những cái chất mà giúp cho trẻ nó phát triển về mặt thể chất, tức là làm cho nó cao to lên đó các bạn, và cũng như là phát triển về tổ chức não và thần kinh đó. Thì các bạn thấy nó không có trong sữa đầu bữa ha, và tỷ lệ của nó rất thấp. Cho nên việc mà các bạn thấy rằng là một bà mẹ khi mà bầu sữa nó căng mà cho con bú á, bú xong bầu này mà chưa bú xong hoàn toàn, tức là bầu vú nó chưa xịt xuống hoàn toàn mà các bạn chuyển sang cái bầu vú tiếp theo á, thì lúc này chắc chắn là đứa trẻ nó chưa được hưởng cái sữa cuối bữa đâu. Mà sữa cuối bữa nó mới có cái gì các bạn thấy không? Sữa cuối bữa nó được tiết ra cuối của bầu bú, và các bạn thấy cuối bữa này mà bầu bên kia các bạn còn bằng cho bú nữa không có đâu. Cái dung tích dạ dày của nó không có được nhiều đâu. Bây giờ một câu thầy hỏi các bạn trả lời được không nào? Nhiều bà mẹ các bạn thấy rằng là sau khi mà bú sữa xong đúng không, các bạn lấy nước các bạn tráng miệng cho đứa trẻ là một cái. Thứ hai, nhiều trường hợp nữa là đặc biệt là trong cái giai đoạn sơ sinh đó các bạn ha, là cứ lấy nước nhỏ nhỏ vô miệng nó. Thầy hỏi một câu nè, trong quá trình bạn đang nuôi dưỡng con hoàn toàn bằng sữa mẹ, tức là trong 6 tháng đầu tiên á ha, thì chúng ta có cung cấp nước cho cái đứa trẻ này hay không, ai biết không nè? Dạ không ạ. Sao không? Trả lời thầy xem nè, lý do tại sao không nè? Cái này thật sự trên lâm sàng thầy nhìn rất là nhiều rồi. Nhiều bà mẹ, thậm chí là ông bà luôn các bạn ha, cho con, đặc biệt là giai đoạn đang bú mẹ, uống nước là một, là một. Thứ hai là tráng nước lại sau rất là nhiều, vân vân. Vậy cái điều này theo các bạn nhận định là không, theo các bạn lý do tại sao như thế ạ?
Dạ trong trong sữa mẹ là có 60% là nước rồi á thầy. À tức là trong thành phần sữa mẹ thứ nhất cái hàm lượng nước là đầy đủ rồi đúng không? Cái thứ hai nữa là gì các bạn? Rồi bây giờ thầy hỏi các bạn như sau để các bạn hình dung ra nha. Các bạn đừng có tưởng rằng là cái con nít đó nó giống như người lớn, không có đâu. Con nít không phải là người lớn thu nhỏ. Thầy nói như thế để làm gì? Đầu tiên các bạn sẽ hình dung cho thầy như sau nè. Cái dạ dày của con nít đó, ban đầu trong cái giai đoạn 1 tuổi, 2 tuổi là dạ dày của nó nằm ngang, chứ nó không phải nằm thẳng đứng lên đâu các bạn. Là một. Cái thứ hai, cái dung tích của dạ dày của đứa trẻ này rất là thấp. Các bạn vừa đẻ đứa trẻ này ra dung tích của nó khoảng 5ml thôi. 5ml thôi các bạn, giống như cái một bơm tiêm, các bạn tiêm thuốc thôi đó các bạn. Và sau đó các bạn thấy rằng là nó mới lên được khoảng là 30ml, được chưa? Trong 6 tháng đầu tiên các bạn thấy dạ dày của nó chỉ chứa được nhiêu này thôi. Và sau 6 tháng đó đến 1 năm nó mới tăng lên được khoảng 60ml. Các bạn cứ hình dung cho thầy một điều nè. Dung tích dạ dày của bạn á, hiện tại người lớn bình thường chứa tới 1,5 lít lận. Các bạn nhớ điều này. Và áp suất ở trong lòng dạ dày của chúng ta có thể tăng giãn được. Và đặc biệt dạ dày của bạn nó ở tư thế nằm đứng. Còn con nít này các bạn thấy tư thế của nó nằm ngang. Nhiều trường hợp các bạn thấy con nít tự nhiên đang ngồi, tự nhiên nó trớ lên, nó nôn lên là bình thường thôi các bạn ha. Tình trạng trớ ở trẻ đó thì đặc điểm giải phẫu của nó là vậy. Cho nên việc mà các bạn hình dung ha, các bạn múc một muỗng cà phê thôi các bạn ha, một muỗng cà phê nước thôi, nó không là bao nhiêu, không là gì so với người lớn cả, nhưng nó chiếm một cái thể tích rất nhiều so với dạ dày của đứa trẻ đó. Cho nên chính vì vậy các bạn sẽ hiểu rằng là các bạn cho nước vào nó thì đồng nghĩa với nó làm cho cái lượng nước ở trong dạ dày nó đầy lên, thì nó sẽ cản trở quá trình nó uống sữa, nó bú sữa. Mà các bạn biết rồi, trong sữa mẹ đầy đủ nước là một, và thứ hai đầy đủ dinh dưỡng mà đứa trẻ cần là hoàn toàn sữa mẹ trong những cái năm đầu tiên nếu như người mẹ nó có sữa. Các bạn thấy không? Cho nên lúc này nếu như nó uống nước như thế thì nó sẽ hạn chế cái việc nó bú, chắc chắn là một điều như vậy rồi. Chưa kể nữa, các bạn hình dung cho thầy nè, con nít á, các bạn ăn có như người lớn được không? Và bây giờ thầy hỏi luôn, sau này các bạn đến cái giai đoạn 6 tháng á, các bạn sẽ cho nó ăn dặm á, các bạn có bỏ muối vào không ạ? Các bạn có cho muối vào trong giai đoạn ăn dặm trong vòng 1 năm đầu tiên của đứa trẻ đó không? Không thật. Không. Không, đúng rồi. Các bạn thấy, đối với một người lớn của chúng ta một ngày, trung bình người ta dùng 2 gam muối một ngày. Đúng không nào? Đó là mức trung bình để tốt cho sức khỏe, vấn đề huyết áp và thận nữa. Còn con nít á, dưới 1 gam một ngày. Mà ngay cả những cái thực phẩm mà các bạn làm, đồ ăn cho nó, đã có một ví dụ như các bạn làm hải sản cá, bạn xay nát lên vân vân, trong đó đã đủ cái lượng muối cho nó một ngày rồi. Mà các bạn biết rồi, con nít như thầy nói, các bạn không phải là người lớn thu nhỏ, có nghĩa rằng là bình thường quả thận của chúng ta đúng không, có 1-2 triệu nephron. Giờ con nít cái thận của nó nhỏ hơn thì số lượng nephron nó ít hơn, không phải đơn thuần nó chỉ là dạy đâu các bạn, mà cái chức năng chuyển hóa cũng như đào thải của nó hoàn toàn khác với con người chúng ta. Không có nghĩa rằng là con nít nó như thế các bạn giảm cái lượng muối, không có. Các bạn cho nó ăn mặn vô đúng không, thì bắt đầu uống nước nhiều vô, thì cái lượng nước các bạn đơn thuần chỉ là một muỗng cà phê thôi, một muỗng cà phê nước các bạn đối với bạn chả là gì, nhưng đối với con nít là một thể tích rất là lớn. Các bạn nhớ không, đi vào máu trong đứa trẻ, đi qua bên thận nè. Lúc này các bạn thấy không, chế độ ăn mặn là một, thứ hai là nước nó nhiều làm cho thận nó lọc không được, mà không lọc được như thế thì thể tích ở trong máu của đứa trẻ này tăng lên, và nguy cơ mà các bạn biết rồi, cái thể tích máu ở trong trẻ nó tăng lên á thì nó sẽ làm giảm natri máu xuống, bắt đầu trẻ nó giật lên. Các bạn, hiện tượng này người ta gọi là dân gian gọi là ngộ độc nước đó bạn. Đối với đứa trẻ này hiện tượng hạ natri máu liên quan đến việc bạn chỉ cho nó một ngày uống 1-2 muỗng nước thôi, nguy hiểm lắm bạn, nó co giật luôn. Vậy co giật nhiều nguyên nhân lắm bạn, tụt canxi cũng co giật này, sốt cao cũng co giật, động kinh cũng co giật, hạ natri máu cũng co giật luôn. Nên các bạn sẽ thấy rằng là điều gì xảy ra à, cho nên lúc này các bạn mà cho nó uống nước mà không đúng chỉ định như thế thì coi như là các bạn đang hại nó đó, các bạn nên nhớ đó. Cho nên trong 6 tháng đầu tiên trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn, chúng ta không cung cấp bất kỳ một nguồn nước nào cả. Cái thứ hai, nguồn gốc sữa mẹ của bạn ha, nó có chứa nhiều protein, thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta uống xong thì có một số động tác là các bạn cho nó uống thêm cái gì bạn, uống thêm nước để các bạn tráng miệng đúng không nào. Thì trong trường hợp này người ta cũng không khuyến khích, các bạn nhớ điều này ha. Một thời gian sau ở trên lưỡi và họng má nó đọng những cái váng sữa, thì các bạn có thể vệ sinh miệng cho nó thông qua việc chúng ta rơ lưỡi à, các bạn hình dung ra điều này đó. Cho nên việc là như thế. Còn trong một năm đầu tiên mà khi trẻ đang dặm á, thì các bạn không được cung cấp lượng muối thêm vào từ nguồn thức ăn, mà chỉ được cung cấp bằng cái nguồn muối nó có sẵn ở trong tự nhiên thôi. Các bạn hình dung ha. Thì tính tới cái giai đoạn mà cái phần mà nuôi con, mà giáo dục dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con, thì thầy sẽ nói rõ cái vấn đề đó, được chưa? Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thầy nói với các bạn rằng là gì? Một đứa trẻ khi nó được sinh ra, các bạn nhớ nè,
thì nó được bú sữa mẹ, thì gần như thầy nói nha, trong 6 tháng đầu tiên á, thì sữa mẹ hoàn toàn cung cấp đầy đủ cái dinh dưỡng cho nó, gần như thôi. Để bắt đầu sang tháng thứ 6 thì các bạn thấy rằng là cái thể chất phát triển của nó cao hơn, cho nên sữa mẹ lúc này không đủ nữa, cho nên bắt đầu chúng ta mới có hiện tượng ăn sai ăn dặn đó. Nhưng mà bây giờ có thể là 4 năm tuổi 5 tháng là người ta đã cho ăn trước rồi. Nhưng các bạn phải nhớ một điều nè, trong cái giai đoạn sơ sinh các bạn, thì thông thường các bạn cứ để đi, cái đứa trẻ này sẽ được uống mỗi ngày, đó là vitamin D, nhớ không, khoảng 400-450 đơn vị gì đó. Thì các bạn thấy rằng gì, trong sữa mẹ người ta nói gần như có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho một đứa trẻ đó, nhưng cái vitamin D trong sữa mẹ, cái tỷ lệ của nó tương đối là thấp. Các bạn nhớ như này, mà vitamin D là gì? Vitamin D là một trong những cái hormone luôn các bạn hơn, nó có một cái chức năng, đó là vận chuyển canxi và phốt pho từ máu để lắng động vào trong xương của đứa trẻ để phát triển về mặt chiều cao cho nó. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là cái năm đầu tiên á, mà các bạn sẽ thấy khi mà các bạn vừa đẻ nó ra, các bạn sẽ thấy là trong đơn thuốc bác sĩ thì cho có chỉ định vitamin D. Vitamin D ở đây là cái gì các bạn? Không phải là viên uống hoặc là bột xay ra đâu, mà nó là một cái dạng thuốc nhỏ các bạn ha, nhỏ giọt vô. Và cái ngày các bạn sẽ nhỏ cho nó một giọt, không nhỏ nhiều nha, một giọt là nó đã đủ 400-450 đơn vị rồi. Các bạn nhỏ nhiều nữa thì cái hàm lượng của nó rất là cao. Mà các bạn biết rồi, như thầy nói các bạn, con nít mà một cái vấn đề gì đó nó tăng thôi nó cũng nhạy cảm lắm. Tại trong vitamin D các bạn sẽ thấy nó có những cái thành phần cồn nữa, cho nên lúc này nó có thể làm tăng cái lượng độ cồn ở trong máu của đứa trẻ. Cho nên các bạn nhỏ không phải nhỏ bao, mà chúng ta chỉ nhỏ đúng một giọt cho trẻ. Và tất nhiên đứa trẻ sơ sinh nào cũng phải được dùng vitamin D cả, nhớ điều đó ha, để tránh phòng bệnh còi xương sau này cho đứa trẻ, cũng như là phát triển về cái mặt thể chất cho đứa trẻ đó. Vậy trong sữa mẹ của chúng ta thì cái lượng vitamin D gần như nó không có đáp ứng đủ cái nhu cầu so với đứa trẻ đâu. Cho nên việc bổ sung vitamin D cho đứa trẻ cần thiết không các bạn? Cần thiết, nhớ điều này ha, cần thiết, được chưa? Rồi, thì đó là một số vấn đề. Rồi, vậy khi mà các bạn hiểu được cái sữa non là gì, sữa trưởng thành là gì và các giai đoạn xuống sữa rồi, thì các bạn phải hiểu được cái lợi ích của sữa. Vậy vì chúng ta cung cấp một cái lượng kháng thể cho hệ miễn dịch là như vậy. Thứ hai, một số trường hợp là nó sẽ hạn chế. Ngày xưa các bạn ha, những cái đứa trẻ mà khi được nó sinh ra, sau khi người ta họ cắt dây nhau xong các bạn, cắt dây nhau xong á, thì người ta sẽ đi đưa cái đứa bé đó đi ra một cái bàn dưỡng nhi, họ lau ấm, họ hồi sức cho đứa trẻ vân vân, họ quấn này nọ vân vân, sau đó họ đưa ra cho người nhà. Các bạn nhớ, ngày nay không có các bạn, ngày nay người ta sử dụng cái phương pháp đó là da kề da đó. Sau khi đứa trẻ nó vừa được sinh ra, có thể là sinh đường dưới vân vân, thì đứa trẻ này sẽ được đặt ngay trên chính bụng mẹ các bạn ha, và được lau chùi và được mặc đồ ngay ở trên bụng mẹ, và được làm rốn ngay tại vị trí đó luôn các bạn nhớ, và được bú sớm ngay tại thời kỳ đó. Để thứ nhất đó là gì, việc tiếp xúc da kề da nó sẽ giữ ấm cho đứa trẻ, và thứ hai vì các bạn cho bú nó sẽ tăng cái tình cảm mẹ con. Như các bạn biết rồi, đứa con nít mà các bạn, nó ở cái ngoài cái môi trường ở trong cái lòng tử cung á, là cái môi trường nó tối hoàn toàn, nó được yên tĩnh, nó sướng quá rồi, nó chỉ có nằm nó nghỉ ngơi và được nuôi dưỡng hoàn toàn. Bây giờ nó phải phụ thuộc vào cái đời sống bên ngoài, là nó cần phải thay đổi rất là nhiều, và cái việc thay đổi này nó diễn ra một cách rất là đột ngột. Cho nên chính vì vậy các bạn thấy rằng là cái mà nó nương tựa đầu tiên chính là cái người mẹ của nó như vậy. Các bạn coi những bộ phim hoạt hình, các bạn thấy ngay những cái trứng mà khi nó nở ra nó gặp cái người nào đầu tiên á, thường cái đứa con đó nó sẽ coi cái người đó là người mẹ của nó là như thế. Đứa trẻ nó cũng có nhu cầu giao tiếp như vậy. Các bạn nhớ này ha. Cho nên cái việc mà chúng ta cho bú sớm như vậy, nó cũng tăng cường cái tình cảm mẹ con. Các bạn hình dung ra điều này ha. Thì đó là một số lợi ích của việc mà chúng ta cho con bú đối với ba mẹ. Vậy khi mà các bạn cho con bú thì chúng ta có những cái tư thế bú nào mà nó an toàn? Bởi vì vẫn có thể là các bạn cho con bú đủ thời gian đó, đứa trẻ nó vẫn làm động tác nuốt vú đó, nhưng mà không có bú được an toàn, cũng không có hiệu quả các bạn ha. Bởi vì các bạn bú sai tư thế, trẻ nó ngậm bầu vú chưa chuẩn nè, hoặc là nó có hiện tượng là cái tắc cái bầu vú vân vân, hoặc là sữa các bạn thấy nó không có xuống hết, thì tư thế thứ nhất là các bạn thấy là tư thế ẵm ngang, tư thế thứ hai là tư thế nằm nghiêng, rồi tư thế thứ ba là đặt tay ở dưới, tư thế bế trẻ cánh tay đối diện nè, và tư thế thứ tư đó là tư thế chúng ta ôm bóng á các bạn. Tư thế ôm bóng này thường ở trên lâm sàng cái nữ hộ sinh hay hướng dẫn cho bạn mẹ làm hơn, bởi vì nó sẽ giữ con của bạn tốt hơn. Các bạn nhớ ha. Còn thông thường ở trên lâm sàng các bạn sẽ cho nó ở tư thế nằm nghiêng. Các bạn nhớ, đây là tư thế bú tốt cho trẻ, được chưa? Tất nhiên sau khi bú xong thì đứa trẻ này phải được nằm ở tư thế đầu cao để tránh tình trạng trẻ nó bị chớ. Rồi, đó là về vấn đề liên quan đến là nuôi con bằng sữa mẹ ha. Mình sang cái vấn đề thứ tư, đó là về tiêm chủng mở rộng. Rồi, các bạn giải lao cho thầy 5 phút đi rồi xuống chúng ta học tiếp nào. Này
chính là mũi BCR hay còn gọi là mũi tiêm phòng lao. Vậy nếu như bạn nào chưa có vết sẹo thì có nghĩa rằng bạn chưa tiêm, hoặc là bạn tiêm rồi nhưng mà không tạo thành sẹo, có nghĩa rằng là cái mũi tiêm đó nó chưa có hiệu quả đó, hoặc là chưa có đạt được đó, cho nên lúc đó các bạn chưa có kháng thể với bệnh lao, các bạn nhớ không? Đó là cái mũi thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn thấy rằng là sau khi đứa trẻ này nó được sinh ra, trong vòng 24 giờ đầu tiên khi nó nằm ở tại viện nha các bạn nha, thì các đối tượng điều dưỡng họ sẽ đi tới tận giường bệnh, họ sẽ tiêm phòng cho đứa trẻ đó cái mũi viêm gan B. Viêm gan B này người ta gọi đó là viêm gan B mũi không, hay còn gọi là viêm gan B sơ sinh. À, các bạn nhớ đứa này không? Vậy trong 24 giờ đầu tiên thì đứa trẻ nó sẽ được tiêm phòng cái viêm gan B này, và trong vòng tròn 1 tháng nó sẽ được tiêm BCG lao. Và các bạn nhớ rằng là cái chương trình tiêm chủng quốc gia này các bạn, hay còn gọi là tiêm chủng mở rộng á, thì nó sẽ được áp dụng ở bất kể cái phường xã địa phương nào mà nơi hộ khẩu của con em của bạn đang cư trú tại đó, và họ sẽ tiêm theo đúng cái lịch hàng tháng. Ví dụ như vào ngày 3 tháng 4 hoặc là ngày 3 tháng 5 vân vân, thì bắt đầu nó sẽ được tiêm phòng những cái vấn đề gì đó. Nếu như trong cái đợt đó trúng mùa dịch, hoặc là ví dụ như trong đó nó trúng một cái vấn đề nào đó, thì người ta có thể dời lại vài ngày sau, hoặc là dời lại tháng sau, ví dụ như thế ha. Cho nên các bạn hiểu đó. Rồi, bắt đầu các bạn sẽ thấy cái tổ hợp mà chúng ta gọi là 5 trong 1. Ví dụ như đó là bạch hầu, ho gà, uốn ván, là DBT, viêm gan B, HIV và OBV. Ngày xưa các bạn thấy rằng là cái đứa trẻ này tới nó sẽ được tiêm 3 mũi lần, một mũi DBT, một mũi viêm gan B và một mũi HIV, đúng không ạ? Và nó uống một liều vaccine OBV, một liều bại liệt. Nhưng sau đó người ta mới tắt tổng hợp 5 cái này vô chung một cái mũi, người ta gọi là mũi 5 trong 1. Cho nên giờ đứa trẻ nó chỉ được tiêm một mũi thôi, gọi là mũi 5 trong 1, và nó uống một liều bại liệt luôn các bạn ha. Ngày nay người ta họ đưa cái bại liệt vào trong cái 5 trong 1 luôn để tạo ra một cái vaccine, người ta gọi đó là 6 trong 1, các bạn nhớ ha. Cho nên lúc này đứa trẻ nó chỉ cần tiêm một mũi đó là được rồi, các bạn hình dung là điều đó. Vậy vào tháng thứ 2 thì đứa trẻ sẽ được dùng cái vaccine mình gọi chung đi ha, 6 trong 1 một lần, được chưa? Sang tháng thứ 3 thì nó sẽ là mũi 2, và sang thứ 4 nó sẽ là mũi 3. Ngoài ra bắt đầu các bạn thấy đến tuổi thứ tháng 18 á, thì bắt đầu nó sẽ được tiêm nhắc cái 3 trong 1, chính là cái DBT lại một lần nữa. Các bạn nhớ 3 trong 1 đó là bạch hầu, ho gà và uốn ván, được không nào? Ngoài ra các bạn thấy rằng là cái IPV là gì? IPV là vaccine bại liệt, và vaccine này là dùng đường tiêm, nhớ nha. Bại liệt OBV là đường uống nha các bạn nha. Còn nếu các bạn sử dụng cái vaccine bại liệt IPV đường tiêm á, thì các bạn sử dụng vào tháng thứ 5, các bạn nhớ ha, và một lần thôi. Bắt đầu khi trẻ được tròn 9 tháng thì chúng ta sẽ tiêm phòng sởi. Trẻ 9 tháng các bạn sẽ tiêm phòng sởi, thì sởi đó là sởi mũi 1. Và sang tháng thứ 18 chúng ta tiêm phòng sởi mũi 2. Vậy vào tháng thứ 18 đứa trẻ nó sẽ được tiêm 2 loại vaccine, đó là sởi mũi 2 và nó tiêm nhắc lại đó là DBT, các bạn nhớ. Và từ khi 1 tuổi cho tới 5 tuổi trẻ nó sẽ được tiêm vaccine đó là phòng viêm não Nhật Bản. Vậy viêm não Nhật Bản nó được tiêm như thế nào, các bạn nhớ không? Vào từ 12 tháng tuổi trở lên là trẻ đã được khả năng tiêm phòng viêm não Nhật Bản rồi. Có nghĩa là tùy cái tháng nào mà người phụ huynh đó họ quyết định, đúng không? Vậy mũi 1 là các bạn sẽ tiêm tại thời điểm đó, ví dụ như tháng thứ 14, ví dụ như thế, đúng như nào? Mũi 2 các bạn tiêm khi nào? Cách mũi 1 là 2 tuần, được chưa? Mũi 2 sẽ cách mũi 1 2 tuần. Và mũi 3 nó sẽ cách cái mũi 2 này trong vòng 1 năm, các bạn nhớ. Vậy đó là đủ 3 mũi. Thầy nói như thế để làm gì các bạn? Buổi sau các bạn, chiều nay các bạn sẽ học, đó là về cách chúng ta quản lý hồ sơ ghi chép. Thì trong đó có một cái sổ người ta gọi là sổ theo dõi tiêm chủng. Thì trong cái sổ theo dõi tiêm chủng nó có một cái mục người ta gọi đó là mục tiêu chuẩn đạt được ha. Tiêu chuẩn đạt được của đứa trẻ này khi nào, và nó tiêm phòng đầy đủ như thế nào là đúng, thì các bạn phải biết được cái thời gian tiêm của nó ha. Thì đó là cái viêm não Nhật Bản. Ngoài những cái vaccine này ra thì những cái vaccine như là tả, lỵ, thương hàn vân vân vẫn có những bạn nha, nhưng nó không nằm trong cái chương trình tiêm chủng quốc gia. Có nghĩa rằng những vaccine này là vaccine dịch vụ, ví dụ bạn đi tiêm phòng cúm cho một đứa trẻ nào đó, đúng không, hoặc là đi tiêm phòng tả vân vân, hoặc là đi tiêm phòng thương hàn vân vân, là những cái vaccine này nằm ngoài cái chương trình tiêm chủng mở rộng ha, các bạn nhớ điều này nha, được chưa? Vậy 7 cái vaccine mà các bạn thấy được phổ cập cho đứa trẻ đó là gì, trừ cái HIV ra, đó là lao, viêm gan B, DBT, bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt. Sau này người ta mới cho cái HIV vào luôn, các bạn nhớ. Cho nên cái mục tiêu đó là gì, 100% những cái đứa trẻ trong cái giai đoạn đó là dưới 1 tuổi sẽ được tiêm đầy đủ các cái vaccine trong cái chương trình này. Và điều này nó sẽ đi về các trạm y tế ở các địa phương, từ ở cái phường xã cho tới thành phố đều có luôn nha các bạn nha, được chưa? Thì đó là về cái vấn đề tiêm chủng mở rộng. Còn cái vấn đề mà tiêm chủng mà liên quan đến như là các bạn tiêm thương hàn hoặc là bạn uống vaccine tả, thì tới cái phần bài mà quản lý sổ sách, đó là lịch tiêm chủng, thì thầy sẽ nói rõ hơn. Còn cái này nó không nằm trong cái chương trình GOBFF ha, cho nên thầy không có nói. Còn các bạn hiểu được cái vaccine này rồi, được chưa? Rồi các bạn sang cái mục tiếp theo,
đó là một thứ năm, đó là kế hoạch hóa gia đình. Thì các bạn hiểu rằng là chúng ta có rất là nhiều phương pháp, các bạn học môn vệ sinh phòng bệnh rồi các bạn biết. Thì để kế hoạch hóa gia đình, cái mục đích đó là gì? Là không mang thai hoặc là không có mang thai ngoài ý muốn vân vân. Thì nó có rất là nhiều cơ chế. Cơ chế thứ nhất á, là họ ngăn không cho trứng rụng, đúng không các bạn? Không ngăn không cho trứng chín và rụng. Cơ chế thứ hai, khi trứng nó chín và rụng rồi thì người ta ngăn không cho trứng nó thụ tinh, có nghĩa là ngăn không cho trứng gặp tinh trùng, được không nào? Và cái cơ chế thứ ba, nếu như đã có sự thụ tinh rồi, nó tạo thành hợp tử rồi, thì cơ chế này người ta ngăn không cho sự thụ thai, có nghĩa là ngăn không cho sự làm tổ của cái hợp tử đó, được không? Đó là cái biện pháp thứ ba. Biện pháp thứ tư đó nó nghĩa rằng là khi mà đã làm tổ rồi bạn, nó hình thành bắt đầu cơ quan thai nhi rồi, đúng không? Thì người ta không muốn nữa, người ta sẽ bỏ thai đi. Thì người ta gọi đó là ngăn không cho cái thai đó tiếp tục phát triển nữa. Cho nên chúng ta có bốn cái kế hoạch hóa gia đình này, được chưa? Thì ở cộng đồng của bạn vẫn làm những cái này nha các bạn nha, được không nào? Vậy bốn cái kế hoạch hóa gia đình đó là cái gì? Thầy giảng thầy nói các bạn nhiều lần rồi, làm kế hoạch gia đình thầy không khuyến khích đâu, những cái biện pháp thầy không khuyến khích đâu, bởi vì ngoài cái việc ảnh hưởng sức khỏe ra thì nó còn ảnh hưởng về mặt đạo đức nữa rất là nhiều. Không khuyến khích, nhưng mà các bạn học các bạn vẫn hiểu ha. Ví dụ như việc các bạn sử dụng bao cao su, đây là cái biện pháp chúng ta ngăn không cho trứng và tinh trùng tiếp xúc với nhau, đúng không nào? Hoặc là việc các bạn sử dụng việc cắt và thắt ống dẫn tinh cũng là ngăn không cho tinh trùng tiếp xúc với nhau, trứng và tinh trùng tiếp xúc với nhau. Và các bạn dùng thuốc tránh thai hàng ngày là chúng ta uống để chúng ta ức chế cái sự rụng trứng đó đi, các bạn nhớ. Thì chúng ta rất là nhiều cái biện pháp các bạn, ví dụ như các bạn cấy, que cấy nè, hoặc là các bạn tiêm DMPA nè, những cái thuốc tránh thai đó các bạn, hoặc là các bạn đặt vòng tránh thai nội tiết Mirena, nó cũng là ngăn không cho trứng chín và rụng. Còn việc các bạn đặt cái vòng tử cung Cedu 380 này, là cái này là chúng ta ngăn không cho trứng thụ tinh làm tổ. Ví dụ như trứng đã thụ tinh rồi, đúng không, nó sẽ di chuyển vào tử cung để làm tổ này, thì các bạn đặt cái dụng cụ này ở cái tử cung á, thì lúc này nó sẽ làm cho thay đổi cái thành phần niêm mạc tử cung, cho nên cái hợp tử nó không có tới nó làm tổ được, cái phu dâu nó không có chui vào để nó làm tổ được, dẫn đến nó đào thải ra. Hoặc là vì các bạn dùng thuốc tránh thai cấp tốc, đúng không bạn, là việc chúng ta cũng không cho trứng nó thụ tinh làm tổ. Hoặc là các bạn uống những cái thuốc tránh thai, hoặc là bạn đặt cái thuốc đó để các bạn tăng cái sự sảy thai nó ra. Có nghĩa rằng cái cơ chế này là làm cho cái gì các bạn ha? Cho trứng đã thụ tinh và thụ thai rồi, không cho tiếp tục phát triển. Ở các bạn nhớ, thì đó là cái việc mà các bạn làm cái biện pháp. Cái này ở trong cái phần vệ sinh phòng bệnh á, thầy đã giảng kỹ cho các bạn rồi. Cho nên tới đây thầy chỉ nói sơ cho bạn về một số biện pháp thôi, được chưa? Rồi, ngoài ra các bạn còn rất là nhiều. Ví dụ giống như là các bạn thấy người ta tính vòng kinh nữa nè, đúng không nào? Đó cũng là một trong những cái mà người ta kế hoạch hóa gia đình. À, cái này người ta gọi là triệt sản nha các bạn nha. Rồi, vậy cái nội dung của kế hoạch hóa là gì? Các bạn nhớ một điều nè, cái việc mà ngoài cái tình trạng là người ta họ vỡ kế hoạch ra liên quan đến, thì người ta còn đến một cái vấn đề là kinh tế của họ nữa ha các bạn ha. Khi mà bạn đẻ dày và đẻ nhiều á, thì nó ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của người mẹ. Và đặc biệt nữa rằng là cái điều kiện bạn nuôi con, có thể rằng là chắc chắn con sẽ thiếu dưỡng chất, nó nguy cơ suy dưỡng, đặc biệt là từ thời kỳ bào thai rồi. Hoặc là sau cái thời kỳ đó các bạn thấy rằng nguy cơ nó có thể là đẻ non hoặc là thai lưu vân vân, rất là nhiều yếu tố. Cho nên cái mục đích là kế hoạch gia đình đặt ra để là như thế các bạn ha, chứ không phải là đặt ra để các bạn phá thai hoặc là đặt ra để các bạn làm gì. Thì các bạn thấy rằng là cái nội dung của nó thì chúng ta là gì? Vận động mỗi gia đình chỉ nên có 1 đến 2 con để nuôi dạy con cho nó tốt về cái mặt thể chất cũng như là về cái điều kiện tinh thần của nó. Cái thứ hai các bạn thấy rằng là người ta muốn các bạn là đẻ cách nhau 3 đến 5 năm. Ngoài vấn đề kinh tế ra còn liên quan đến vấn đề sức khỏe của người mẹ nữa. Người ta nhận thấy rằng là ví dụ các bạn đẻ quá dày á, cái thời gian ngắn á, thì cái nguy cơ mà các bạn ung thư tế bào nuôi cũng như là tỷ lệ triệu chứng nó rất là cao ha, triệu chứng rất là cao. Rồi, không nên đẻ trước 22 tuổi và sau 35 tuổi. Các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nếu như ở trong đây, nếu như các bạn đã là bà mẹ rồi, các bạn sẽ thấy khi mà các bạn đi khám thai ở trong cái tam cái người đầu tiên á, ở đây các bạn nào giờ nghe nói tới một cái xét nghiệm gọi là triple test hoặc là double test, các bạn nghe chưa nào? Anh biết không? Hoặc là các bạn có bao giờ nghe tới về việc các bạn đi siêu âm thai để người ta họ đo cái độ mờ da gáy chưa? Các bạn nghe chưa? Nghe rồi hả? Mình đo độ mờ da gáy hoặc là các bạn làm những cái triple test, double test để làm gì vậy các bạn? Ví dụ như bạn làm xét nghiệm triple test đúng không? Là người ta để làm xét nghiệm coi thử là bệnh nhân này có trisomy 18 hay không. Tức là các bạn hiểu một điều này, để tiếp nữa thầy giải thích đây. Các bạn nhìn cho thầy nha. Ở trên đây là bộ nhiễm sắc thể của người, các bạn nhìn cái hình này đi để thầy giải thích cho. Thì bộ nhiễm sắc thể của người của chúng ta nó tồn tại thành từng cặp.
là 2N, gọi là bộ nhiễm sắc thể lượng một bộ, đúng không các bạn? Chính là bằng 46 này, các bạn nhớ điều này ha. Thì có nghĩa là chúng ta có 23 cặp nhiễm sắc thể, và mỗi cặp nó sẽ gồm có 2 nhiễm sắc thể tương đồng với nhau đứng. Thì các bạn thấy rằng là đối với trong trường hợp mà người ta làm cái xét nghiệm gọi là double test, triple test á, là các bạn lấy máu trong cái giai đoạn thai nhi á, xin lỗi, trong giai đoạn mà tăng tới 11 á, để người ta họ chẩn đoán một cái số dị tật bẩm sinh. Ví dụ giống như trong cái trường hợp các bạn nhìn vào cái đôi nhiễm sắc thể số 18 và đôi nhiễm sắc thể số 13, các bạn nhìn ha, một cặp là nó sẽ tồn tại hai nhiễm sắc thể, nhưng mà khi đó người ta họ thấy tại nhiễm sắc thể số 13 nó xuất hiện thêm một cặp nữa, thì người ta gọi đó là trisomy 13 ha, hoặc là tại 18 nó có thêm một cặp nữa thì người ta gọi đó hiện tượng trisomy 18. Thì nếu như nó xuất hiện cặp nhiễm sắc thể số 13 và 18 thêm một nhiễm sắc thể nữa, thì người ta có thể rằng là hội chứng Patau hoặc là hội chứng X-Wer. Hội chứng này liên quan đến vấn đề trẻ nó dị tật như nó xuất mô, nó hở hàm ếch, hoặc là nó dị tật cái đốt sống của nó các bạn ha. Và tất nhiên những cái đứa trẻ này về cái tinh thần trí tuệ cũng như khả năng sinh sản của nó phát triển rất là kém, cho nên người ta họ tầm soát được. Thầy nói như thế để các bạn hiểu điều gì? Vậy để các bạn hiểu rằng là người ta họ tầm soát được mục đích để làm gì các bạn? Họ có quyết định họ phá thai, họ bỏ nó hay không? Nhưng thầy không khuyến khích các bạn làm điều này nha. Nhớ điều đó ha. Thầy chỉ nói để các bạn hình dung ra cái đó thôi. Mục đích người ta họ tầm soát để làm vậy. Họ xét về cái mặt sức khỏe như thế. Ví dụ như có một cái hội chứng Patau nó xảy ra liên quan đến một cái trisomy 18 chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng là đứa trẻ xảy ra chắc chắn có nguy cơ nó xuất hàm ếch, hoặc là xuất môi, hoặc là hậu môn nó không có, nó bị dị tật, hoặc nó sai khớp háng bẩm sinh luôn. Các bạn nhớ, và nó ảnh hưởng đến về cái mặt thể chất của nó rất là nhiều, về tinh thần nữa và khả năng sinh sản nữa, được không nào? Thì đó là người ta đi làm. Ngoài ra như thầy nói các bạn, người ta họ đi đo cái độ mờ da gáy á, thì nó liên quan đến căn bệnh đau nữa các bạn. Thầy quay lại cái hình slide hồi nãy thầy nói nha. Người ta nói là nếu như các bạn đẻ trước 22 tuổi dễ có nguy cơ ung thư tế bào nuôi cũng như là tỷ lệ triệu chứng toàn phần hoặc là bán phần. Còn sau 35 tuổi người ta họ nhận thấy rằng là gì các bạn? Họ đi làm cái nghiên cứu á, là họ thấy rằng là cái tỷ lệ mà cái đứa trẻ sinh ra bị đau nó liên quan đến cái độ tuổi của người mẹ nữa. Tức là cái người mẹ càng lớn tuổi thì cái tần suất sinh ra đứa con cái tỷ lệ bị bệnh đau á, càng lớn hơn. Các bạn nhớ điều này ha. Thì nó liên quan đến cái vấn đề phát sinh giao tử. Các bạn nghe hay nói nè. Cặp nhiễm sắc thể số 21 của chúng ta á, nó có thêm một nhiễm sắc thể nữa, người ta gọi là trisomy 21, hay còn gọi là hội chứng 2N cộng 1 ở nhiễm sắc thể 21. Thì các bạn sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có nguy cơ đó là hội chứng đau. Thì các bạn biết rằng là hội chứng đau là một cái hội chứng mà có một cái hình thể. Nếu như các bạn học, các bạn thấy những cái đứa bị đau, con nít, ví dụ như là đứa nam, đứa nữ gì đó vân vân ha, cái khuôn mặt của nó tương đối giống nhau về cái kiểu hình của nó và về khả năng nhận thức của nó là nó rất là kém, gần như là nó không có nhận thức được, chuyển được về mặt trí tuệ khó. Tất nhiên nó vẫn có khả năng sinh sản được nha các bạn nha, được chưa? Thì việc mà các bạn đo độ mờ da gáy ở trong những tháng đầu tiên chúng ta đó, để người ta cũng tầm soát về liên quan đến cái tật thai nhi này, đúng không nào? Còn việc mà các bạn đẻ quá sớm mà đẻ quá dày thì nó cũng nguy cơ ung thư tế bào nuôi, hoặc là nó làm cho tình trạng bệnh nhân triệu chứng. Mà các bạn biết rồi, bệnh nhân triệu chứng bán phần toàn phần là bạn phải nào, bạn bỏ cái đấy đi, và ít nhất phải 2 năm sau bạn mới được phép có thai lại. Còn nếu bạn có thai lại thì cái tỷ lệ của triệu chứng nó xảy ra liên tục như vậy, hoặc là nó có nguy cơ nó ung thư cái tế bào nuôi luôn. Các bạn nhớ điều này ha. Thì đó là một số vấn đề liên quan đến cái nội dung kết hóa gia đình là như thế. Ngoài ra về mặt kinh tế nữa nha các bạn nha, được chưa? Đó. Rồi, các bạn đi sang phần tiếp theo trong cái chương trình này, đó là chúng ta giáo dục kiến thức nuôi con cho bà mẹ. Cái này nó sẽ có phần bài tập cho các bạn. Cái bài tập ngày hôm nay của bạn sẽ gồm có hai phần về nhà các bạn hoạt động. Cái thứ nhất liên quan đến cái biểu đồ tăng trưởng, thầy đã hướng dẫn các bạn làm rồi, đúng không nào? Cái phần thứ hai nó liên quan đến cái phần này, để về các bạn tự tìm hiểu các bạn làm ha. Như các bạn có thấy cái vụ cách đây vài ngày, đúng không nào? Liên quan đến một vụ nam sinh nó nhảy lầu tự tử ở ngoài Hà Nội đó. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề đó là chăm sóc gia đình, đúng không bạn ha? Cái thời điểm đó là cái thời điểm nó phát triển với cái mặt tâm sinh lý của nó, và thời điểm đó nó cần cái sự quan tâm. Và cái thời điểm đó mà các bạn thấy rằng là đặc biệt mà các bạn thấy cha mẹ chúng ta tác động mạnh vào những cái thành tích á, hoặc là vì cái chính cái bản thân của anh chị, các anh chị coi các anh chị con các anh chị phát triển mặt như thế, cái điều đó phải là tốt cho nó đâu, chủ yếu là anh chị đang tìm cái vinh dự cho anh chị á, đúng không? Thành ra là cái áp lực của nó thay đổi, cái suy nghĩ của nó thay đổi, ngay cả ở cái thời kỳ đó nó phải là dạy các anh chị, bởi vì dưới tác động của hormone nội tiết tố, cho nên các anh chị không biết cách chăm sóc nuôi dưỡng ở thời kỳ đó, dễ nó xảy ra những cái tình trạng như là cái tệ nạn xã hội nè, hoặc là những cái quan hệ tình dục nó không có được, có tức là quan hệ tình dục một cách bừa bãi nè, hoặc là nặng hơn nữa, thì các anh chị thấy những cái tình huống mà chúng ta đã bắt gặp ở trên lâm sàng tự tử có luôn, đúng không? Vậy các anh chị thấy cái mục đích mà việc mà chúng ta giáo dục kiến thức nuôi con cho bà mẹ đó là gì?
Thứ nhất đó là chúng ta cung cấp những kỹ năng giáo dục cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Các bạn nhớ một điều như sau nè. Khi mà từ khi anh mang thai á, bắt đầu bạn mang thai á, thì bắt đầu bạn đã được chăm sóc từ trong thời kỳ bào thai đó rồi. Cho nên lúc này nó sẽ chia ra 6 cái giai đoạn thời kỳ phát triển của trẻ em. 6 giai đoạn đó là gì? Thứ nhất, thời kỳ đầu tiên mà các bạn thấy rằng cái thai nhi nó phát triển ở trong tử cung, thì người ta gọi đó là thời kỳ phát triển trong tử cung. Nó kéo dài khoảng 270-280 ngày, tương ứng với khoảng là 40 tuần. Các bạn nhớ này ha. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, 6 thời kỳ phát triển của trẻ em, thời kỳ đầu tiên của bạn chính là thời kỳ phát triển trong tử cung như thầy mô tả, trong vòng 280 ngày đầu tiên khi bạn thụ tinh đúng không? Rồi khi bạn sinh nó ra thì thời kỳ đó người ta gọi là thời kỳ gì? Bạn nào biết nè? Các bạn bình nhi rồi, các bạn hiểu không? 6 thời kỳ phát triển của trẻ em. Đầu tiên là thời kỳ phát triển trong tử cung. Sau thời kỳ đó là thời kỳ gì nào? Sơ sinh đúng không bạn? À đúng rồi, thời kỳ sơ sinh. Thời kỳ này nó kéo dài bao lâu các em? Hoặc là từ cái giai đoạn nào, từ cái mốc nào? Các bạn nhớ không? Hiểu biết không? Rồi, thầy mô tả nha. Thì đối với cái thời kỳ sơ sinh là thời kỳ khi mà trẻ bắt đầu được đi ra ngoài ha, cho tới khi trẻ tròn 4 tuần lễ được gọi là thời kỳ sơ sinh ha. Rồi từ thời kỳ mà bắt đầu từ khi trẻ được 1 tháng tuổi các bạn, cho đến khi trẻ tròn 1 năm tuổi, tức là 12 tháng tuổi á, thời kỳ này người ta gọi đó là thời kỳ bú mẹ, được chưa? Thời kỳ này người ta còn gọi là thời kỳ nhũ nhi. Các bạn nhớ điều này nha, thời kỳ nhũ nhi. Rồi từ khi 12 tháng tuổi các bạn ha, cho đến khi mà trẻ 6 tuổi thì thời kỳ này người ta gọi đó là thời kỳ răng sữa. Thời kỳ răng sữa hay còn gọi là thời kỳ tiền học đường. Trong thời kỳ này nó sẽ chia ra giai đoạn là từ 1 đến 3 tuổi và giai đoạn 4, 5, 6 tuổi. Thầy đưa ra cho bạn cái mốc như thế. Đó là thời kỳ thứ tư. Thời kỳ tiếp theo đó là từ thời kỳ 6 tuổi các bạn cho tới thời kỳ 15 tuổi là thời kỳ thiếu niên hay còn gọi là thời kỳ học đường á. À, các bạn nhớ ha. Và thời kỳ cuối của bạn chính là thời kỳ dậy thì. Dậy thì này tùy theo các bạn thôi, tùy theo giới tính thôi hoặc là điều kiện sống, có thể diễn ra sớm hoặc là muộn. Và đó chính là thời kỳ dậy thì. À, các bạn nhớ. Vậy lúc này chúng ta có 6 thời kỳ phát triển của trẻ. Vậy các bạn cần phải hiểu về cái mặt sinh lý cũng như là mặt tâm lý của 6 thời kỳ này để chúng ta đưa ra cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng nó tốt hơn. Mục đích đó là gì các bạn? Ví dụ như là thầy ví dụ thôi, ở cái thời kỳ mà thời kỳ phát triển trong tử cung, trong cái thời kỳ này nó chia làm 2 giai đoạn là thời kỳ 2 tháng đầu tiên và 9 tháng sau. Trong cái thời kỳ đó mà nếu như 2 tháng đầu tiên mà bạn mang thai mà bạn không chăm tốt, hoặc là bạn dễ mắc căn bệnh, hoặc bạn sử dụng một số thuốc, ví dụ như là các bạn thấy các bạn dùng kháng sinh nè, hoặc là dùng những cái thuốc mà an thần, ví dụ như là phenol hoặc beta này, chắc chắn con sinh ra của bạn nó sẽ ảnh hưởng ngay, ví dụ như là tình trạng quá thai dị tật vân vân. À, các bạn nhớ không? Cho nên trong cái thời kỳ đó bạn chăm sóc như thế nào, được không nào? Cho nên các bạn phải hiểu được cái mốc đó, rồi sau đó đến thời kỳ sơ sinh, rồi đến thời kỳ răng sữa như thế nào, thì tí nữa các bạn sẽ làm phần này để thầy hướng dẫn ha. Vậy mục đích của cái chương trình chúng ta giáo dục kiến thức nuôi con cho bà mẹ để làm gì các bạn? Thứ nhất, đầu tiên là kỹ năng thực hành nuôi dạy cho các bà mẹ ở có con dưới 16 tuổi ha. Mục đích đó là giảm tỷ lệ suy dưỡng, bệnh tật, tử vong ở những cái giai đoạn đó. Cái thứ hai, đối với những cái độ tuổi đó là từ vị thành niên á, thì chúng ta giáo dục về cái mặt đạo đức và pháp luật của nó để nó tránh cái mắc cái tệ nạn xã hội, và chúng ta sẽ cho nó biết được cái quyền lợi của tụi nó và cũng như là cái việc mà tụi nó được làm gì và cũng như là cái giá trị của tụi nó ở trong xã hội như thế nào ha, để chúng ta xây dựng được một cái gia đình ấm no bình đẳng cũng như là cái xã hội này trở nên tiến bộ và hạnh phúc. Đó là cái mục đích của việc giáo dục kiến thức sức khỏe cho bà mẹ như thế đó. Cho nên các bạn thấy là trong cái hội nghị Atomat về sức khỏe, người ta nói rằng là gì? Trước thời kỳ cũ, hồi nãy thầy đã mô tả cho bạn rồi, sức khỏe là tình trạng thoải mái, không có bệnh tật. Nhưng đối với sức khỏe trong hội nghị Atomat mới về không có bệnh tật là một, và phải khỏe mạnh về thể chất tinh thần nữa. Cái thứ hai, đối với cái chế độ cũ, không phải chế độ cũ mà cái quan niệm cũ về sức khỏe, các bạn thấy không, là sự điều trị hay còn gọi là chữa bệnh. Còn đối với cái khái niệm mới thì các bạn sẽ thấy rằng là sức khỏe nó liên quan đến vấn đề chúng ta dự phòng bệnh nữa. À, các bạn thấy cái ý thứ ba, các bạn thấy về quan niệm cũ của sức khỏe là chỉ có vấn đề về y tế, các bạn thấy không, nó mới tác động vào trên sức khỏe thôi. Nhưng mà đối với sức khỏe ở giai đoạn mới, các bạn thấy rằng là có rất là nhiều mặt như về kinh tế, chính trị, xã hội, họ cũng được tham gia vào việc ở giáo dục sức khỏe luôn. À, các bạn nhớ điều đó ha. Thì đó là về cái vấn đề về giáo dục cho bạn. Rồi, nhiệm vụ của bạn như sau. À, đầu tiên mình nói với cái nội dung như thế. Nội dung nào? Cái kiến thức nuôi con và khoa học như là dinh dưỡng cho trẻ em.
bạn muốn biết được điều này thì các bạn phải tìm hiểu. Đây là bà về nhà của bạn đó. Rồi, phương pháp nuôi dạy con, được chưa? Và quyền nhiệm vụ của những đứa trẻ đó. Vậy các bạn sẽ kể cho thầy một cái bảng như thế này. Đây là bài tập số 2 của bạn về nhà để bạn báo cáo. Để sau này các bạn cùng với bài tập số 3, ở cái buổi số 3 để các bạn làm bài kết thúc môn luôn. Các bạn chia cho thầy cái bảng như sau, 6 thời kỳ phát triển của trẻ. Đầu tiên đó là thời kỳ phát triển ở trong tử cung, rồi thời kỳ sơ sinh, rồi đến thời kỳ bú mẹ, rồi đến thời kỳ răng sữa, thời kỳ thiếu niên và thời kỳ dậy thì. Thì mỗi thời kỳ này nó sẽ có những cái đặc điểm sinh lý đặc trưng ha. Ví dụ như thời kỳ sơ sinh là thời kỳ bắt đầu đứa trẻ này nó sống ở ngoài cái dạ con của người mẹ rồi. Thì các bạn có thấy rằng là gì? Đặc biệt cái đứa trẻ mà khi ở thời kỳ sơ sinh đó, nó ngủ rất là nhiều. Các bạn nhớ ha, bởi vì lúc này cái vỏ não của nó bị ức chế mà các bạn. Và gần như các cơ quan của nó rất là chưa có hoàn thiện, nó ngủ nhiều. Nó chỉ dậy khi nào nó ăn uống. Nhưng mà trong thời kỳ này có những cái đứa trẻ nó cứ quấy khóc liên tục ban đêm, ví dụ như vậy vân vân. Thì các bạn phải hiểu rằng là ban đầu nó nằm ở trong tử cung của mẹ của nó, là môi trường rất là an toàn, một môi trường rất là yên tĩnh, rất là tối. Bây giờ nó thay đổi một cách đột ngột như vậy thì các bạn thấy là trẻ nó phải có xu hướng, nó phải như thế nào các bạn? Nó phải hòa nhập được, nó thích nghi được với cái môi trường như thế. Cho nên có thể là vài tháng, như là 2 tháng, 3 tháng sau đứa trẻ nó mới thích nghi được. Cho nên lúc đó nó mới ngủ ngon, nó mới ngủ yên lại được. Và các bạn nhớ điều này ha. Trong cái thời kỳ này các bạn cần phải hiểu một điều rằng là cái người mẹ cần phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc con được. Mà nửa đêm nửa hôm nó cứ quấy khóc như vậy thì các bạn mất đi cái sức khỏe. Cho nên các bạn cần phải chia ra, ví dụ như cha mẹ hoặc là cho cả ông bà luôn, để chúng ta thay đổi cái giờ giấc cũng như là thay đổi cái giờ mà chúng ta chăm sóc cho đứa trẻ đó như thế nào để nó phù hợp hơn. Vì sao các bạn phải hiểu không? Ngay cả khi các bạn có sức khỏe các bạn mới chăm sóc được con của mình ha. Cho nên mình phải hình dung ra điều đó. Cho nên trong cái đó các bạn sẽ ghi cho thầy những cái đặc điểm sinh lý của từng giai đoạn. Thì trong một cái đặc điểm sinh lý này nó sẽ có cái vấn đề chăm sóc và nuôi dưỡng. Cái này các bạn sẽ tham khảo và các bạn hoàn thiện cái bản này. Vậy nội dung bài hôm nay về nhà các bạn báo cáo đó là gì? Thứ nhất đó là vấn đề tăng trưởng của đứa trẻ thông qua cái biểu đồ tăng trưởng bài tập đó. Và cái thứ hai là bản cái thời kỳ phát triển của trẻ em ha. Rồi các bạn nhớ lưu nha, bạn nào vào nhập học sau mà không hiểu những điều gì thầy nói mà gửi bài trực tiếp cho thầy á, thầy không nhận đâu, giống như một bạn nào đó gửi cho thầy đó, được chưa? Rồi các bạn sang cái vấn đề tiếp theo, đó là cung cấp thực phẩm cho mẹ và bé, đúng không nào? Cái ép cuối cùng thì các bạn thấy rằng là trong cái ô vuông dinh dưỡng này các bạn, thì chúng ta sẽ gồm có 5 cái thành phần. Thứ nhất đó là các chất dầu protein, thứ hai các chất dầu glucid, và thứ ba các chất dầu lipid, và thứ tư là vitamin và khoáng chất. Và ngoài ra có sữa mẹ. Thì đối với đứa trẻ thì trong vòng 6 tháng đầu tiên nó sẽ được bú mẹ hoàn toàn, và bắt đầu nó sẽ được ăn dặm vào tháng thứ 6. Đó là lý thuyết nha các bạn nha. Còn trên thực hành thì có thể sớm hơn. Thì việc mà các bạn bổ sung thức ăn dinh dưỡng cho đứa trẻ, đặc biệt là ăn dặm, theo một nguyên tắc, đó là chúng ta ăn từ ít tới nhiều và ăn từ lỏng tới đặc. Các bạn nhớ điều này. Ngoài ra các bạn sẽ thấy rằng là khi mà đứa trẻ mà nó được tròn 1 tháng tuổi, xin lỗi, 1 năm tuổi á, thì các bạn sẽ tăng cường cái lượng lipid cho đứa trẻ thông qua ví dụ như các dầu quất hoặc là dầu đậu chẳng hạn, vân vân. Rồi, bây giờ chúng ta cùng quay lại về vấn đề cung cấp dinh dưỡng. Các bạn thấy, đặc biệt là chất đạm. Lipid như thầy không nói ha, chất đạm. Thì đối với chất đạm các bạn sẽ thấy đạm chúng ta có hai cái giá trị, đó là đạm từ thực vật và đạm từ động vật. Một số trường hợp mà các bạn nuôi con bằng sữa mẹ và đồng thời các bạn cho con ăn dặm hoặc là các bạn cho con ăn sam thêm, tức là bổ sung thêm các loại sữa từ bên ngoài, ví dụ như là sữa bò hoặc là sữa thực vật vân vân, thì có một số bà mẹ các bạn sẽ thấy rằng là họ có cái trường phái đó là nuôi con bằng sữa thực vật. Nếu như các bạn học về cái phần dinh dưỡng ở trong phần vệ sinh phòng bệnh, các bạn đã hiểu rõ rồi. Đạm của chúng ta chia làm hai nhóm chính, đó là những cái nhóm acid amin thiết yếu và acid amin không thiết yếu, đúng không nào? Để mà chúng ta tổng hợp nên được protein, chúng ta cần tới các acid amin. Và người ta thấy rằng là trong cơ thể chúng ta có khoảng 20-21 acid amin. Các bạn có thấy, để chúng ta tổng hợp nên protein này. Thì trong đó các bạn thấy rằng là gì? Có khoảng 12 cái acid amin mà cơ thể chúng ta tổng hợp được, người ta gọi là acid amin không thiết yếu. Không thiết yếu ở đây không phải là không quan trọng. Tất cả acid amin trong 21 acid amin này đều có giá trị như nhau. Các bạn phải nhớ một điều, nhưng mà chẳng qua là 12 cái acid amin mà cơ thể chúng ta tổng hợp được từ tại gan đó các bạn, thì người ta gọi là không thiết yếu. Còn 9 cái acid amin còn lại là acid amin chúng ta chỉ được có và được cơ thể chúng ta có để tổng hợp lên protein khi mà các bạn bổ sung từ nguồn gốc thức ăn thôi. Cho nên người ta gọi là acid amin không thiết yếu. Các bạn nhớ điều này ha. Nhưng mà các bạn hiểu rằng là ví dụ như ở trong thực phẩm của chúng ta chứa hàm lượng đạm rất là cao, ví dụ như trong yến mạch nè, ví dụ như ở trong gạo lứt hoặc là ở trong các loại đậu tương chẳng hạn vân vân, lượng đạm rất cao.
thì các bạn sẽ xét về cái lượng đạm như thế, thì các bạn cho con chúng ta uống sữa có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ sữa đậu nành hoặc là cái sữa từ các loại hạt vân vân, điều này tốt. Nhưng các bạn phải hiểu rằng chúng ta phải có tỷ lệ phối hợp, có nghĩa rằng phải phối hợp giữa sữa thực vật và động vật. Lý do tại sao như thế các bạn, thì đạm ở thực vật như các bạn nhớ nói hàm lượng đạm rất cao, nhưng thầy mô tả các bạn nó cao là cao hàm lượng gì. Ví dụ như các acid amin mà các bạn hình dung cho thầy ha, gồm các acid amin thiết yếu và không thiết yếu đó, thì trong cái lượng đạm thực vật nó chứa gần như các acid amin không thiết yếu. Không thiết yếu ở đây có nghĩa là gan chúng ta tổng hợp được đó. Còn các acid amin mà cần thiết các bạn, ví dụ như sau trong thực vật không có này các bạn, ví dụ như là acid amin methionine, acid amin tryptophan, acid amin lysine và acid amin isoleucine, bốn acid amin này đối với thực vật không có, không bất kỳ nguồn thực vật nào có bốn acid amin này cả, chỉ có nguồn gốc động vật thôi. Các bạn thấy cơ bắp của chúng ta muốn phát triển được cần phải đến methionine hoặc là một số enzyme mà cơ thể, à các bạn thấy không, chúng ta ăn cơm chúng thấy cơm có vị ngọt này, chính là nhờ vào enzyme amylase nó tiêu hóa, nó thủy phân cái tinh bột thành đường, hoặc là một số enzyme trong cơ thể các bạn được tổng hợp lên chính là nhờ vào các acid amin này. Vậy các bạn thấy rằng là trong nguồn đạm động vật, ví dụ như trong thịt bò, trong cá vân vân, thì người ta thấy rằng có đầy đủ chính cái acid amin này luôn, tức là acid amin cơ thể chúng ta cung cấp vào. Cho nên chính vì vậy các bạn phải thấy trong cái chế độ ăn của đứa trẻ này, các bạn phải phối giữa protein thực vật và động vật luôn. Ở các bạn nhớ điều này không? Ngoài ra còn một điều gì nữa các bạn, như thầy nói các bạn, trong cơ thể của chúng ta những cái nhóm vitamin và khoáng chất này, có những vitamin khoáng chất cơ thể chúng ta tổng hợp được, ví dụ như vitamin D1 ha. Vitamin D1 là vitamin là giúp cho chúng ta làm gì các bạn, chuyển hóa canxi và phốt pho lắng đọng vào trong xương. Chúng ta có thể tổng hợp được bằng cách cho trẻ phơi nắng, các bạn nhớ điều này không? Phải phơi đủ giờ và đủ thời gian nha các bạn, thì chúng ta mới mặc may là các bạn có đủ vitamin D cho đứa trẻ, còn không thì bạn phải bổ sung cho nó bằng đường uống đó, như hồi nãy thầy mô tả cho các bạn ha. Thì vitamin đó là cơ thể chúng ta tổng hợp được. Ngoài ra chúng ta có vitamin K1 nữa các bạn, cũng tổng hợp được ở từ cái phần ruột. Chính một số vi khuẩn khi nó cộng sinh vào, nó tổng hợp được cái vi khuẩn, tổng hợp được vitamin này, góp phần tham gia quá trình đóng máu cho chúng ta đó. Nhưng mà đa phần vitamin của bạn phải được cung cấp từ bên ngoài vào, các bạn nhớ điều này ha, bên ngoài vào, được chưa? Ví dụ như vitamin D chẳng hạn, các bạn thấy một số vitamin A hoặc là vitamin E có nguồn gốc từ thực vật có, nhưng một số vitamin chỉ có nguồn gốc ở động vật và nó đi kèm với các acid amin có nguồn gốc động vật thôi, ví dụ như vitamin D1 chẳng hạn. Các bạn thấy không? Trong nguồn gốc ví dụ như trong sữa của các loài động vật hoặc là ở trong phô mai vân vân, tức là những cái chất béo có nguồn gốc từ động vật các bạn, thì nó có chứa D1 luôn. Các bạn nhớ điều này, hoặc là nó có chứa thêm cái DHA nữa. Các bạn biết DHA là gì không? DHA nó là một cái acid béo mà nó góp phần tham gia vào việc phát triển các acid arachidonic các bạn, chính là những cái acid mà tham gia cấu trúc nên các tế bào não và tủy sống của đứa trẻ, hay là gọi là các tế bào thần kinh đó các bạn ha. Vậy đứa trẻ nó được cung cấp vitamin, xin lỗi, cung cấp được cái DHA này thì nó sẽ phát triển mạnh về mặt thể chất và mặt trí tuệ của nó. Các bạn nhớ, vậy cái DHA này nó chỉ có ở đâu bạn? Nguồn gốc ở động vật mà thôi, và nó phải đi kèm với những cái acid amin của đạm động vật đó. Hoặc là ví dụ như các bạn thấy có sắt không? Hoặc là các bạn thấy D12, sắt nó có thể có ở nguồn gốc thực vật và động vật, chứ D12 của bạn, các bạn nhớ điều này không? Nó chỉ có ở nguồn gốc động vật mà thôi. Mà B12 các bạn khi nó đi vào cơ thể chúng ta, nó không phải đi một mình mà nó phải đi chung với các acid amin. Acid amin này từ nguồn gốc đạm động vật. Cho nên việc mà các bạn thấy chúng ta chỉ cung cấp một cái nguồn gốc đạm thực cho đứa trẻ không thôi, theo cái trường phái, một cái nhóm, một cái cộng đồng của những người nghiện như thế đó, thì các bạn thấy chắc chắn thứ nhất đứa trẻ thiếu gì? B12. B12 là cholamin, một trong những yếu tố giúp cho hồng cầu của đứa trẻ đó phát triển lên. Các bạn nhớ, hồng cầu chúng ta có chức năng hay không, vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy không, thì hồng cầu đó phải trưởng thành. Mà hồng cầu trưởng thành hay không là phải nhờ vào B12. Bạn thiếu B12 thì bạn sẽ thiếu máu. Các bạn nhớ điều này hả? Thiếu máu như thế thì đứa trẻ này nó không vận chuyển được cái chất dinh dưỡng. Hoặc là một số vitamin như D1 chẳng hạn, hoặc là một số chất như là DHA chẳng hạn, vân vân, hoặc là một số chất liên quan đến việc mà cấu trúc nên tế bào thần kinh của đứa trẻ, thì cũng từ thông qua nguồn gốc từ chất đạm động vật, các bạn nhớ. Cho nên người ta họ nói rằng phối hợp tỷ lệ đạm thực vật và động vật, có nghĩa rằng là khoảng 40% là thực vật và 60% là động vật. Nhớ điều đó ha. Cho nên việc mà các bạn bổ sung chỉ một loại đạm thực vật cho đứa trẻ không phù hợp. Hình dung điều này ha. Tương tự như vậy, các bạn bổ sung cái lượng chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật thêm tỷ lệ đó là 60-40, tức là 60% là đạm động vật, còn 40% đó là chất béo thực vật. Bởi vì sao các bạn? Mỗi chất béo nó có một cái vai trò riêng. Ví dụ như chất béo động vật nó có tác hại như thế nhưng nó cũng có vai trò. Chất béo thực vật nó có vai trò như thế nhưng nó cũng có cái tác hại. Cái này cái phần vệ sinh dinh dưỡng các bạn được học rồi. Cho nên các bạn thấy rằng là trong cái năm mà các bạn
mà nó không có phát triển được về cái mặt về thể chất đó, thì các bạn phải để ý tới coi thử nó có mắc cái bệnh lý gì không, người ta phải loại trừ. Cái thứ hai nữa rằng là coi thử cái chế độ ăn của nó như thế nào. Các bạn thường thấy rằng ví dụ như trong cái chế độ bắt đầu trẻ nó ăn dặm thì nó sẽ có những cái dầu, đúng bạn, dầu này phải là dầu quất nha các bạn nha. Thì dầu này cái hàm lượng muối của nó rất là thấp và nó rất là dễ hấp thu ha. Chính cái lượng dầu này khi các bạn thêm vào nguồn thức ăn đó thì lúc này nó mới giúp cho tế bào của đứa trẻ này nó lớn lên, nó phát triển lên được, thì đứa trẻ nó mới tăng cân được. Đứa trẻ nó thiếu cân, các bạn không có cung cấp những cái nguồn này thì nguy cơ đứa trẻ nó cũng suy dinh dưỡng ngay à, các bạn nhớ điều đó ha. Rồi ngoài ra như thầy nói với các bạn, không được bổ sung lượng muối trong vòng năm đầu tiên, bởi vì trẻ có nguy cơ sẽ suy thận à, các bạn nhớ, hoặc là nguy cơ nó sẽ hạ natri máu gây nên trạng thái nó trẻ co giật, hoặc là nó trẻ chậm phát triển với mặt tinh thần à, các bạn nhớ điều đó. Thì đó là việc mà chúng ta cung cấp thực phẩm cho mẹ và bé. Cái này á các bạn được học bên phần dinh dưỡng kỹ rồi, bây giờ chính là chủ yếu thầy nói cho các bạn về cái vai trò của đạm thực vật động vật cũng như là dầu mỡ lipid động vật thực vật mà thôi, được chưa? Đó thì đó là việc chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho mẹ và bé. Rồi bây giờ các bạn sang cái phần cuối cùng, đó là chúng ta so sánh về công tác, đó là chúng ta chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở bệnh viện thì nó có những cái điểm khác nhau là như thế nào ở à, các bạn thấy không ạ? Đối với ở cộng đồng thì các bạn thấy rằng là cái đối tượng chúng ta chăm sóc á là chúng ta hướng tới một đối tượng nào đó. Ví dụ như các bạn chăm sóc cho những cái bệnh nhân mắc bệnh phong, bệnh lao, bệnh tâm thần, hoặc là chăm sóc cho bà mẹ, hoặc là chăm sóc cho đối tượng trẻ em, hoặc là chăm sóc cho những người nhiễm HIV/AIDS, đúng không bạn ha? Thì hướng tới một cộng đồng, một cái một đoàn thể nào đó. Còn đối với ở trong chăm sóc bệnh viện là chúng ta chỉ hướng tới gì các bạn ha? Hướng tới một cá nhân người bệnh đó, được chưa? Đó là về mặt số lượng. Cái thứ hai về đối tượng phương pháp khám. Phương pháp khám đó là gì các bạn? Đối với ở bệnh viện là phương pháp chúng ta đưa ra các chẩn đoán, điều trị, đúng không nào? Còn đối với ở trong cộng đồng thì cái phương pháp mà chúng ta khám để chúng ta phát hiện ra thông thường nha các bạn nha, dựa trên các nghiên cứu. Ở các bạn thấy rằng là gì? Tại sao người ta thấy cái tỷ lệ tử vong ở một cái địa phương này cao do một căn bệnh này? Là họ nhìn vào cái gì các bạn? Nhìn vào cái số liệu mà thống kê mà bữa giờ các bạn học bài 1 á, là các số đo mắc bệnh á. Hoặc là các bạn thấy cái tỷ lệ suy dinh dưỡng ở cái xã này chiếm bao nhiêu phần trăm đó, vân vân. Thì người ta thấy nhận thấy rằng là tại cái xã đó có vấn đề sức khỏe liên quan đến suy dinh dưỡng. Thì cái phương pháp khám mà đối với ở cộng đồng chính là cái phương pháp các bạn nghiên cứu, các bạn phân tích. Các bạn nhớ điều này ha. Cho nên chiều nay các bạn sẽ học đó là quản lý các hồ sơ trong y tế cộng đồng á. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Là việc mà chúng ta cái vai trò của việc mà cái hồ sơ đó cung cấp để làm gì nào bạn? Nó sẽ cung cấp cho bạn cái phương pháp khám bệnh luôn. Tại vì phương pháp khám của bạn là đi nghiên cứu mà các bạn. Ví dụ như người ta họ xét rằng là ở một cái khoa đó hoặc là một cái nơi đó cái tỷ lệ mắc dung sáng cao, đúng không nào? Thì người ta phải nhìn nhận trên cái số lượng cũng như là trong cái sổ sách nó ghi chép như thế thì người ta mới kết luận rằng cái địa phương đó có bùng dịch hay không, ví dụ như vậy ha. Cho nên cái phương pháp khám mà chủ yếu là các bạn các công bố thông qua sổ sách nghiên cứu hơn là việc các bạn đưa ra các chẩn đoán thăm khám cận lâm sàng hoặc là cái xét nghiệm gì đó, vân vân, được chưa? Phương pháp điều trị là gì các bạn? Ở bệnh viện là tập trung điều trị vào triệu chứng và nguyên nhân. Còn đối với ở cộng đồng, cái phương pháp điều trị của chúng ta tập trung vào việc các bạn phòng bệnh ha. Cho nên cái bài này hôm nay của bạn là chăm sóc sức khỏe cộng đồng á, là chúng ta tập trung vào yếu tố dự phòng cấp 1, là giảm cái yếu tố nguy cơ và tăng cái yếu tố phòng bệnh hơn. Thì đó là cái việc mà chúng ta so sánh về chăm sóc sức khỏe bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Rồi, thì bài học ngày hôm nay của bạn đến đây là hết. Thì cái nhiệm vụ của bạn về các bạn sẽ làm hai phần cho thầy ha. Một đó là cái biểu đồ tăng trưởng của trẻ, và cái thứ hai đó là về các thời kỳ phát triển của đứa trẻ qua trong các thời kỳ để các bạn chăm sóc, là các bạn sẽ hợp lại với bài 1 luôn 45 phút à, các bạn nhớ ha. Rồi, bài học của bạn tới đây là kết thúc rồi. Chúng ta có vấn đề gì nào các bạn muốn hỏi không? Chiều nay các bạn sẽ học bài đó là quản lý hồ sơ sổ sách, được chưa? Thầy ơi, thầy cho em hỏi ạ. Rồi em nói đi. À, thầy ơi, cho em hỏi là cái bài tập về vẽ biểu đồ tăng trưởng ấy ạ, là bọn em sẽ in cái tờ biểu đồ ra xong rồi vẽ các tháng theo cột lên trên đấy, đúng không ạ? Nghĩa là chấm vào biểu đồ đấy, đúng không ạ? Thì khi bạn nối lại sau đó bạn sẽ nhận xét cái đường đi của bạn á, là nó là đường đi lên, đi ngang hay đi xuống ha. Đó gọi là biểu đồ. Vâng, vâng ạ.
Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Các bạn còn vấn đề gì nữa không nào các bạn? Thầy cho em chụp lại cái bài số 1 cái thầy. Rồi bài số 1 đúng không? Các sự lớp nhớ gửi bài cho các bạn nha. Rồi, bài số 1. Rồi được chưa các bạn? Bài số 2 của chúng ta là kiện các bạn 6 thời kỳ phát triển của trẻ. Một cột ở bên đây là đặc điểm về sinh lý ở cái giai đoạn đó, và đặc điểm bên đây là về chăm sóc nuôi dưỡng. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được. Mục đích thầy muốn cho các bạn đi đọc, các bạn tìm hiểu như vậy đó. Được chưa? Yeah. Rồi các bạn có vấn đề gì hỏi trong nội dung bài học? Thầy muốn câu hỏi. Rồi bạn đặt, bạn nói to lên nào. Ở trong cái phần mà nói về việc bù nước và điện giải ở bên cái thác đồ B á, mình có cái công thức là mình lấy cân nặng nhân cho 75 ml đó thầy. Thì em có câu hỏi là thí dụ như bây giờ mình tính nó một nhân ra một cái số thí dụ như là 900 ml đi. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài mình tìm cái gói Orezon á thì nó không có cái loại nào cho 900 ml hết. Thì trong trường hợp này mình sẽ phải pha cái gói nào cho bao nhiêu lít nước và uống nó sao thầy? Thì bây giờ giả sử như bạn tính là 900 ml nước đúng không? Hiện tại là Orezon trên lâm sàng của bạn á, ở trên thực tế nó sẽ có loại này nè, loại pha vô 1 lít nước, loại pha vô 0,5 lít nước và loại pha vô 200 ml nước. Các bạn nhớ cái này ha. Thì đối với trong trường hợp mà cái loại pha vô 1 lít nước á, bình thường á các bạn thấy không? Sau này các bạn là y sĩ, các bạn thi tốt nghiệp nó sẽ có một cái bài gọi là thực hành pha Orezon. Nguyên tắc trước khi pha là đây là cán bộ các bạn học á, là bạn là người cán đang là người pha thực hiện cho bệnh nhân uống đó các bạn, thì các bạn phải có những cái bình định mức là bình đông đúng không nào. Ví dụ như là các bạn pha ra 1 lít nước, giả sử thôi nha, bệnh nhân này cần uống 600 ml thôi nha, thì các bạn pha cái gói 1 lít ra trong 1 lít nước, sau đó các bạn đông vào cái gói 400 ml nước là mình cho bệnh nhân uống dần đúng nào. Còn trường hợp như các bạn không có thì các bạn có thể dùng những cái bình định mức sẵn á, mà các bạn có thể làm. Ví dụ như cái bình định mức này nó có trọng lượng là, xin lỗi, nó có thể tích là khoảng là 200, thì các bạn có thể dùng bình định mức đó đúng không, được chưa? Bạn pha dùng lít nước, sau bạn chế vô bốn, bạn cho trẻ nó uống 4,5 cái bình này. Các bạn nhớ điều này không? Đó ta gọi đó là cái tính ước lượng. Các bạn hiểu ý chưa? Dạ em hiểu rồi, cảm ơn. Ví dụ như thế, bạn ở nhà có thể là có một cái ly nước hoặc là một cái ca nước hoặc đó. Đây là các bạn là nhân viên y tế chứ không phải là các bạn đang là người nhà, họ có biết được công thức này không bạn? Sao mà họ biết được? Bạn là nhân viên y tế, họ tới với các bạn, bạn là người đánh giá. Bạn đừng có quên các bạn là nhân viên y tế nha, chứ không phải là bạn là một người bình thường. Bạn làm thì nó sẽ có những cái bình nước cho các bạn, hoặc là bạn có thể hướng dẫn người nhà ca nước này 300 này. Thì bây giờ bạn pha 900 thì các bạn sau khi bạn một cái bình nước bạn pha ra, sau bạn sẽ đông được 3 chai, bạn nội trong 4 uống được 3 chai như thế đó. Còn nếu như trẻ nó uống ra chảy thì kệ nó, các bạn hiểu không? Nó uống ra thấy nó cứ nôn thì bắt có xu hướng chúng ta chuyển tuyến, tại vì lúc này các bạn thấy rằng là nó không đáp ứng được cái đường được uống thì bắt buộc mình phải chỉ định nó là truyền tĩnh mạch. Mình hình dung ra điều đó ha. Và sau 4 giờ các bạn đánh giá lại, các bạn cho nó uống đúng không, 4 giờ chúng ta đánh giá lại nếu như cái tình trạng trẻ nó cải thiện thôi, cải thiện như thế nào, mắt trũng hay không, rồi giống vết da như thế nào, trẻ còn uống háo hức hay không, rồi tri giác của trẻ như thế nào. Nếu nó ổn thì thôi, còn nếu như nó tiên lượng nó nặng hơn hoặc nó không thay đổi, chuyển tuyến, tại vì các bạn đang ở tuyến cơ sở mà các bạn ha. Được chưa? Thầy đang nói như thế các bạn hiểu. Các bạn ở cái vùng thành phố thì các bạn ít thấy cái vai trò của y tế cơ sở, chứ các bạn đi về vùng sâu, vùng xa đi, vùng xã đi các bạn, cái vai trò của họ lớn lắm. Thầy nói với các bạn hiểu điều này ha. Họ ví dụ như vậy. Rồi còn gì nữa không các bạn? Các bạn ha. Nếu không có gì thì
nghỉ chứ mình học tiếp nha. Còn có vấn đề gì trong cái nội dung bài học thì các bạn cứ hỏi. Không cần gì nữa đúng không? Rồi chào các bạn. Rồi chào các bạn, chiều mình học tiếp nha. 1:40 các bạn học nha. Vâng ạ. Rồi. À khoan, nhắc nào. Các bạn tranh thủ lúc này cái file mà thầy vừa mới gửi cho cái sự lớp của bạn đó là mẫu cộng đồng. Các bạn phải phô ra hoặc bạn làm cách nào đó chiều nay bạn phải có cái file đó các bạn mới học được. Tại vì cách mà chúng ta viết sổ nó phải theo quy định ha. Mà các bạn viết sổ bạn phải có kiến thức y khoa bạn mới viết được, chứ không phải là muốn viết sao bạn viết được đâu. À, tại vì viết sổ này nó liên quan đến việc chúng ta lưu giữ và cái liên quan đến việc mà các bạn nghiên cứu đó các bạn ha. Cho nên phải đúng, phải có kiến thức bạn mới viết được. Cho nên bạn nếu như được các bạn in ra, bạn làm một quyển sổ đó, thầy dạy đến đâu các bạn nốt lại luôn. Ví dụ như sau nè, thầy có một cái đây, các bạn phô nó ra, được chưa? Được chưa? Phô nó ra ha. Đó, phô ra được quyển như thế này. Chiều nay thầy dạy tới đâu á, các bạn sẽ nốt nó lại. Ví dụ như ở trên cái này nó có những cái cột, thầy có thể ghi ra, thì nốt lại. Bạn mà không có làm như thế này đến khi bài thi các bạn làm không có được đâu. Và sau này ra các bạn đi làm bên y tế cộng đồng các bạn cũng không có làm được đâu. Được chưa nào? Nó có những cái nguyên tắc rất là rõ. Rồi, được chưa? Rồi, cố gắng ra hoặc là chiều nay phải có bài để làm nha. Rồi. Sáng không điểm danh ạ? Các bạn nghĩ đi. Sáng không điểm danh ạ? Có điểm danh chứ, cái sự lớp họ sẽ điểm danh bạn. Thầy ơi, in hết cái mẫu cộng đồng hả thầy? Đúng rồi, trong cái mẫu cộng đồng của bạn, một á, là biểu đồ tăng lượng là bài đúng không? Hình các bạn là cái bảng cân nặng chiều cao đúng không? Rồi bắt đầu phân tích cái sổ đó cách ghi như thế nào. Và các bạn nói đơn giản nói cũng như sau nè. Các bạn nhìn thấy trong sổ A2.1 nó có một cái cột gọi là CDD. Được chưa? Cố gắng in ra một quyển sổ đó cho thầy. Rồi. Cái này mà các bạn học ở trên offline trực tiếp nó rất là hay cho các bạn đó. Còn gián tiếp thì các bạn sẽ rất là khó về thầy tương tác với các bạn. Rồi, các bạn nghỉ ha, chiều mình học tiếp. Thầy ơi thầy, em hỏi xíu ạ. Em nhận được cái slide của cái mẫu cộng đồng rồi, nhưng mà không biết là do xem ở điện thoại khác xem ở máy tính hay sao ấy, mà nó bị mất phần sau thầy ạ. Giống như ở cái tức là cái biểu đồ tăng trưởng nhưng mà không xem được hết đúng phần rồi, mà chỉ xem được 2/3 thôi ấy. Bạn phải mở máy tính các bạn tải cái file nó về ha. Ở trên điện thoại phải cài Word và xong tải về mới xem được. Đúng rồi. Điện thoại bạn có nó sẽ bị vậy. Điện thoại thì tải cái phần mềm Word về. Không biết xem vậy. Mấy cái bài này thầy cho em xin phép được làm trên máy tính được không ạ? Được bạn. Dạ, em tên đại sinh viên vào tùy các bạn làm. Tại vì tại sao các bạn nhớ không, đợt trước tôi dạy môn vệ sinh phòng bệnh cho gần 300 người ở Dược Sài Gòn và ở Y khoa Pasteur, mỗi lớp của các bạn có 1-2 người làm thôi, sau đó các bạn sửa tên lại, tức là các bạn sai dấu chấm dấu phẩy luôn, sai lỗi chính tả như nhau luôn. Tất nhiên cái bài đó tôi cho dưới 5 hết, mai mốt điểm nó sẽ công bố cho bạn xem, các bạn sẽ thấy. Còn đối với bạn 5 tay tất nhiên là chữ của bạn rồi, và tất nhiên các bạn nó có bỏ công sức ra làm rồi, cho nên nó sẽ khác. Cho nên lưu ý làm sao làm, mỗi người tự làm. Tại vì file Word của bạn có thể bạn xem rất là nhiều người đúng không, họ chỉ sửa cái tên nó mã sinh viên thôi, đơn giản. Đó là chuyện của bạn. Mà khi mình đọc các bạn yên tâm, 500 bài thầy cũng đọc muốn hồ chi, các bạn chỉ có 100 người ha. Cho nên tất cả các bài các bạn làm tay hay là máy gì cũng được cả, nhưng tự các bạn làm là điều tốt nhất. Được chưa? Dạ dạ anh tôi để. Rồi. Rồi, các bạn nghỉ nha, chiều mình học tiếp ha.